Xin chào Võ Thành Quân nhá, chào anh em ạ. Nay chúng ta đến Võ Minh Nhất lại Lưu Huynh nhá. Anh em like động viên này trong phần cơ. Để mình cho sáng cái clip lên một tí. Căn bản là mấy cái kỹ thuật ta quay ở nhà nó chuẩn luôn rồi. Xin chào Châu Thanh Tường ạ, chào anh em. Thử xem nào. Kéo kiểu Hùng kéo rất là hay. Để ví dụ như cái này là mình kéo ngang này nhỉ. Ví dụ nó kéo sang bên phải này chẳng hạn, ví dụ nhé. À đây là kéo ấy rồi, cắt bên trái cắt bên phải rồi. Đây là zoom, nó cũng kiểu là không, nó lắc từ như này cơ. Mình giữ mình nghiên cứu kiểu ở giữ an ấy, mình chỉnh thôi rồi nghiên cứu rồi. Control để giữ shift chẳng hạn. Hùng nó xử lý bằng cái nút gì? Shift à? À ừ. Nhưng mà nó xoay kiểu ấy cơ. Nó xoay kiểu 3D. Thử giữ nút Ctrl nhá. Không. Ý là nó như này này, hiểu chưa? Kiểu bóp vào ấy. Bóp. Xin chào chứng khoán. Trận của Đạt thì đồng đội thôi em. Con này không được rồi. Xin chào người yêu của Trần Hà Linh. Trận Đạt đồng đội thì thôi. Đồng đội quay làm gì? Quay Bình Dương Bình Phước là chuẩn rồi. Còn 2 vòng nữa em ạ. 2 vòng nữa. Hôm nay ngày chiều nay với sáng ngày mai. Chiều ngày mai chưa cửa chớp. Vâng, xin chào người yêu của Trần Hà Linh. Chào tất cả mọi người. Oh, thank you, thank you, thank you. Huynh thì tranh đồng thôi đường đan ạ. À. Tranh đồng, tranh bạc. Không tranh được vàng. Xin
Chưa, 3 giờ mới đấu được. Đây là giải quốc gia, không phải giải của Tắc Long Kỳ Đạn. Không đẩy sớm được. Em bật cái kênh cửa tướng tranh thủ lên đi. Xong rồi ai hỏi thì em chat cho nó có tương tác. Được không? Vâng, đỏ đang ghi 5-3 điểm. Anh em uống cà phê nhá. Uống cà phê anh em nhá. Like cái cho mình khởi. Ulu còn cửa nhưng hẹp lắm. Chiến đinh ạ. Hẹp lắm. Rất hẹp. Good run. Vâng, năm nay nội dung này đội Mì Tôm đã thất bại. Anh em ạ, xin chào từ Thanh Bình. Ok chiến binh. Chào Hà Trang Hoàng. Tớ đang live stream. Xin chào anh Tuấn Lê. Hay quá, tuyệt vời, tuyệt vời. Đi không đổi họ. Ngồi không đổi tên. Kể cả vỡ nợ vẫn không cay số tài khoản. Ok Sơn Huy. Quỳnh được 5 điểm này, có chỗ 5 điểm BDU kìa, Cờ Tướng Thanh Bình. 5 điểm BDU đây. Quỳnh khả năng để tranh bạc là cùng thôi, Lý Tuấn ạ. Tranh bạc là cùng. Bên nào cũng phải ghi nước, Thanh Kiên ạ. Trung Quốc trừ khi đánh nhanh chớp thì họ không phải ghi thôi. Tiêu chuẩn ở bên nào phải ghi hết. Bên nào cũng ghi hết. Bây giờ có mấy người này tranh hạng 3 với hạng nhì này. Huynh này, Quang này, Anh Bảo này, Tiến này, Lý Mạnh Cường này. Nhất 6 ôm tranh 3 bộ huy chương. Cạn giờ với cả anh mày đứng trước anh đẹp hơn nhiều. Thôi hòa là đúng rồi. À, đúng 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 đúng. Cảm ơn bạn đã tặng 50k cà phê nhé. Cảm ơn rất nhiều.
không giải Việt Nam thì có thể chất lượng chuyên môn thì không được như giải Trung Quốc, nhưng nó cũng hấp dẫn anh em ạ, vì là giải của chúng ta mà, đúng không, giải của chúng ta mà. Đúng rồi, trận này là trận mà coi như là hai nước thủ thủ ở bảng nữ, đây là trận hai nước thủ rất rất giàu đấy, bên trái và này của bạn thì là cầu quân đỏ là nước kim lịch không gian các đồng viên, ở bên phải anh Bảo gặp Đặng Thị Tùng Lân bao trưởng rất khó bình tĩnh, Đặng Thị Tùng Lân hai nước thủ thủ đang rất giàu, bên tăng thì là đây là anh em live động viên anh em ơi, đạt được 6,5 điểm live động viên đi ạ. Hay quá, vì lý do đấy, vì lý do đấy hôm nay kênh Cờ Tướng đưa thì người đưa tin tường thuật thêm một bàn nữa hay. Mấy anh em ngồi cùng nhau Phan Văn Tú ạ, mấy anh em ngồi cùng nhau nếu mà chiều nay mai với đạt anh đạt thua thì không được, nhưng mà chuyện này nó không xảy ra được thợ tiền, nó không xảy ra nổi. Nó không xảy ra được. Anh em đợi tí tôi vào để chỉnh ấy. Ông nhất hói này ông này. Đạt đánh cao chứ bạn, đánh cao chứ. Đánh cao luôn đấy chứ. Chuyên nghiệp phết đấy. Mình không biết đòn này, chia sẻ link hội nhóm chuyên nghiệp. Anh Bảo gặp đồng đội không quay. Phạm Tiền à? Suốt ngày à bà, không biết mệt. Đồng đội, đồng đội, đồng đội. Đồng đội.
bảo chiều nay gặp anh Đặng Cửu Tùng Lân. Như vậy là huynh với anh Nhất đã ngồi ở bàn rồi. Chát đi cả mà chiến đấu chứ các đơn vị mà. Ôi chát thì chưa làm được. Huynh thì mình nghĩ là tranh nhì thôi. Bạn ạ. Tranh nhì. Đúng đúng. Tôi nghĩ là bàn này ông Nhất ông đánh hòa để ông kéo huynh xuống. Để ông bảo ông Tiến lao lên, tôi nghĩ lắm. Anh em ạ. Đạt 99% vô địch bạn. Tôi nghĩ là ông Nhất ông sẽ đánh hòa để ông đẩy hai ông trong đội lên. Vâng, như vậy là trận đấu bắt đầu. Chào. Chào Trương Văn Bôn, em mày vào luôn lấy. Vào luôn cờ tướng danh thủ lấy. Chèn chữ cao tít thò lấy thôi mà. Anh có làm linh riêng đâu. Hiểu chưa? Cắt thoải mái. Sao lại không quay trở lại à? Mấy bạn cũng không quay. À đấy à? Thế thì cỗ ngon không có thịt gà rồi. Mệt lắm. Có phát chậm một tí. Nói chung là trận này vẫn là trận kinh điển đấy anh em ạ. Trận này vẫn trận kinh điển. Đấy mày cắt thoải mái. Bay đâu? Ông linh tinh. Mày cho em nhìn bay à? Tao biết là mày thể nào mày cũng xin cái link đấy. Nên tao cố tình làm giãn ra để cho mày cắt. Đấy, nói cho mặt mày biết. Cần thì phải vào khung. Kênh này anh quay cho vui. Có bình luận đâu. Có thằng nó xin link nó còn chê anh em ạ. Anh em ạ. Có thằng nó xin link của tôi nó còn chê. Anh em đợi tí tôi chỉnh cái link nó đẹp nhá. Đợi tí anh em. Cho bàn cờ nó to thôi. Anh em xem nó sướng. Ai chả? Đi square nào. Vinh 7 tấn 1. Vinh 7 tấn 1. Xe 2 tấn 6. Quá là xa. Mời đổi. Quá là xa. Móc mời đổi. Vào bắt ngựa. Thoái pháo về.
bình phong mã, thất binh, bình phá đổi xe. Mã tam thứ bảy vẫn trong cuộc và Huân đi biến hoành xe, xe một thất một. Nói chung được làm kỳ vương là tuyệt vời rồi, kể có 300 triệu thì tốt, không có vẫn tốt anh em ạ. Được làm kỳ vương là danh giá lắm, ước mơ của bao nhiêu kỳ thủ cả đời. Ước mơ của cả đời bao nhiêu kỳ thủ đấy anh em ạ. Ước mơ lớn trong cuộc đời bao nhiêu con người. Anh em like động viên đi. Hoành xe chả gì lạ đâu. Báo 8 bình 9 móc ra thì biến xe 1 tấn 1 thì bình thường mà các bạn, lạ gì đâu. Tôi nghĩ với trình độ Hà Văn Tiến thì trước sau bạn cũng thành công luôn anh em ạ. À, trước sau cũng thành công cho rằng là như vậy với thực lực của bạn ấy. Pháo 89, ngũ cửu pháo đến từ bên tiên. Đối với bình phong mã, bình pháo đổi xe. Đến đây nếu mà đi ra đây này, có thể nhảy đây này. Nếu bắt này, có thể như thế này này. Đấy. Các cái biến khai cuộc. Hoặc xe thoái tiến lên móc ra. Đấy. Chỗ này có vài cái biến chính và như vậy là quyết định đi mã 7-6 xe 3-1 chỉ 6-5 xe 3-1 Tiến thể lực tốt các anh em ạ. Hơi thiếu may mắn một tí thôi. Anh em ai chưa đăng ký kênh cho mình nhá. Anh Trung nghĩ sao về các tài năng trẻ này của Hồ Chí Minh? Anh luôn luôn ấn tượng với họ. Luôn luôn ấn tượng. Ấn tượng rất tốt. Nằm trong top 3 của giải này thì nhiều cơ hội. Không cười được à? Phải cày, phải gấp. Anh ra. À anh à. Buộc phải gấp. Trong khoảng đánh mấy giải liền, tăng văn tái gặp đồng đội bao giải. Mấy giải liền. Như vậy xe 48 rồi. Em là làm xuống cái mày.
Ok, xin chào toàn phong độ nhá. Lâu lắm mới gặp. Thứ bảy để ra hộ tống anh em ấy nhá. Anh phải đi đốt thứ bảy này cơ. Vẫn trong cuộc anh em ạ. Rất xô xát. Xin chào Nguyễn Huy Hoàng, chào anh em. Anh em cho cái like cho phần cơ. Binh 3 tấn 1. Bọn mình nhất thuộc thế nhỉ. Thuộc ghê. Ông Tiến cũng khao khát vô địch quốc gia đấy, chưa gặp may là team mình Binh ạ. Chưa gặp may thôi, thực lực của Tiến thừa sức được. Nếu may mắn. Cả đấy không biết được, Tuấn Trọng ạ, chưa biết được. À không, không gặp lại nhau đâu. Không có luật gặp lại nhau trong hệ thị sĩ. Đạt 6-7-5 điểm Trần Văn Bảo ạ. Trận đạt chưa kết quả bạn nhá. Chưa kết quả. Trận này là anh Nhất sẽ cố gắng đánh hòa với anh Huynh để cho anh Bảo với anh Tiến lao lên. Anh Huynh thì không muốn hòa đâu, không có nhường nhịn gì đâu bạn Nguyễn Đức Huy ơi. Nói thật sự nếu mà trận đầu nó có vấn đề thì mình không quay đâu ạ. Để bạn thì tin ở mình. Võ Ngân Khuê tát đổi cáp đi cái. Cắt đổi cáp lốc cái. Chào Lê Chí Nguyện nhá. Binh 3 tấn 1. Hai bên rất thuộc cuộc. Cảm ơn đại ca Võ Văn Tịu tặng em 100k cà phê ạ. Em cảm ơn anh. Sáng mai còn vòng 9 nữa xong. Thủy thủ đang cao điểm nhất ở Vũ Quốc Đạt. Em nhận được rồi, em cảm ơn Mr. Võ Văn Tịu. Em cảm ơn anh ạ. Quá tuyệt vời. Mã 3 tuần 4, Thầy Long đi ạ. Thầy Long hôm nay đi hát đi hò hơi nhiều. Đâu hát từ hôm trước. Hôm qua thầy đăng cả trụng chiếc lên hát hò.
sinh hoạt cao thế. Thầy ngồi đây chém gió em đi. Ờ, ra lấy cái trắng. Lấy cái kính. Ờ, lấy kính cái này. Nói chung trình độ vương nhân nhất chấp tất cả kỳ thủ Việt Nam một tiên là thoải mái anh em ạ. Thoải mái căng đét luôn. Hôm nay tôi sẽ mời bố vợ quốc dân của làng cờ lên bình luận nhé. Bố vợ quốc dân của làng cờ. Âm thầm lão quái. Bố vợ quốc dân. Vũ Long Âm Tàn chắc là hòa nhanh rồi, hết cơ hội rồi, hòa nhanh nghỉ ngơi. Mai đánh trước. Hết cơ hội rồi. Xem bàn à, dạ. Thấy ông Huynh đang cười. Chấp hết. Chấp cả lại Lê Huynh. Vậy là cái phần trần mình đi hết bàn rồi. Thì qua đây thì càng như một cái bàn nữa. Nhưng mà các bạn nữa ơi, tâm lý hơi yếu. Đừng quay bàn em. Anh bảo đừng như 7 thứ 8 đi rồi. Ok. Và thông báo với anh em là chúng ta có thể chúc mừng sớm cho kỳ Tân Vương cũng đạt tổng. Và như vậy là vòng đấu thứ 8 này cũng đạt có giành chiến thắng cho đại đạo Quốc Hưng. Và vươn lên 7 điểm rưỡi là người gần nhất của đại đoàn. Đạt trở thành Tân Vương của làng cờ Việt Nam rồi anh em nhé. Tân Vương rồi. Tân Vương Vũ Quốc Đạt. Nói chung là xin chúc mừng Vũ Quốc Đạt. Anh giải này anh xứng đáng. Phong độ rất cao. Đánh chín vào em ạ. Cụ lấy ghế trắng trắng giống giống đây ngồi đây. Em có ghế nào? Ghế nào cũng được. Chúng ta đã tìm ra được Tân Vương làng cờ anh Long ạ. Dạ, đạt luôn ạ. Đạt luôn rồi, thắng luôn rồi. Đạt thắng luôn, đạt hơn dạ. Chúc mừng Quốc Vũ Quốc Đạt. Một sự hứa hẹn của làng cờ Việt Nam. Dạ. Xe bạn sau ván 7 này, một Vũ Quốc Đạt, hai Đạt Quốc Hưng. Chào anh em nhá. 3 Phí Mạnh Cường, 4 Võ Minh Nhất, 5 Hà Văn Tiến, 6 Lại Lưu Huynh, 7 Nguyễn Thành Bảo. Đấy là xe bạn sau ván 7. Chúng ta sẽ gặp Âm Tàn Lão Quái, một ngôi sao của làng xã miền Bắc, ông vua của các cái giải làng xã. Chào anh em và mọi người, kênh của Thăng Long Kỳ Đạo bao giờ cũng nơm nớp người xem. Vâng, cảm ơn anh. Đấy, cảm giác lâu lắm đi anh Hà Một thích không? Thấy nó vẫn hay như ngày lúc nào. Lúc nào cũng vui à, như yêu lần đầu đúng không? Như yêu lần đầu. Như yêu lần đầu, em cũng nói thật với anh là em đi làm giải cũng mười mấy năm rồi. Và vẫn như là tình đầu, lúc nào cũng phấn khởi. Đi lâu lắm không cầm bút, không được cầm đao, không được cưỡi ngựa, lần này được cưỡi thoải mái, cưỡi ngựa được bắn súng, được bắn được rồng, đấy là lại được tức là giao lưu cô đi cô lại về đúng không? Khoái. Cô đi trong gió, cô về trong mây. Dù là giải thưởng không thấy gì, nhưng mà vẫn không là gì. Cô ra bãi biển, cô chơi, cậu bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng. Mà ở đây là rất gần bãi biển. Đấy, gần lắm. Đã. Thấy gió biển vào đây có mùi hương gió biển rồi đấy. Không có biên bản Quang với Đạt đâu. Không có đâu ạ.
đây là một trận mà theo em phán đoán anh Long ạ, là anh nhất anh sẽ cố gắng, anh không phải ạ. Để làm gì? Để kéo chân anh Huynh xuống và để cho Bảo với Tiến lao lên. Đoán là như vậy. Trong trận đấu lại Huynh kỳ thủ được đánh giá rất mạnh. Anh nhất anh sẽ cố gắng đánh cuộc hỏa. Mình phỏng đoán thế thôi, nhưng mà võ đô đầu, theo tôi nghĩ là võ đô đầu vẫn có một cái hùng tâm nhất. Có hùng tâm, có hùng hãn, nhưng đấy, sẽ có tinh toàn. Đấy. Chắc chắn là như vậy. Nhờ ngài có những là bề dày chiến thuật là rất cao và dày. Vâng, ngài là lãnh đội mà, không chỉ là kỳ thủ. Ok, cảm ơn Tú Minh nhé. Cảm ơn Chính Biết Lô, cảm ơn anh em ạ. Nếu mà Huynh bị cầm chân thì cơ hội sẽ là Bảo Tiến luôn. Đúng rồi, đấy. Còn nếu mà lao lên đánh nhau với Huynh mà chẳng may mà sẩy chân một cái là lại lằng nhằng. Chào sư nhé. Nói chung là Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn đẹp trai. Xin chào anh Chí Việt ạ. Anh em like cho vấn khởi. Bây giờ đến lượt Võ Minh Nhất sẽ ra đòn. Hình cờ này Võ Minh Nhất là tương đối là dễ đi, nhưng mà Nhất vẫn rất cẩn trọng. Em nghĩ là cứ lên sĩ lên tượng thôi. Ngài Long ạ, cứ nhẹ nhàng củng cố. Ở đấu trường này thì ưu tiên đầu tiên là phải rắn chắc. Vâng, không vội được. Máu và sốc nổi thì như anh em ở ngoài thi đấu là chưa gì đã sông. Tự hiểu được kết quả. Đúng rồi Tú Minh ạ, chính xác rồi. Đúng rồi Phạm Hoàng Tú, bố vợ quốc dân. Bố vợ quốc dân của làng cờ. Chào Tú. Ngài Trọng Bằng, ngài Trọng Bằng chào anh. Chào Bằng nhá. Anh này là bố vợ quốc dân âm tàn lão quả anh Nguyễn Thăng Long. Trọng Bằng này là của đội Hà Thành trước. Đúng rồi, chủ tịch Hà Thành. Chủ tịch Hà Thành. Chủ tịch là đời đầu đấy của Hà Thành đấy. Bây giờ là trong thành phố Hồ Chí Minh. Có dịp sẽ vào thăm Bằng nhá. Chào anh Ngô Bá Vinh ạ. Sáng nay đạt thắng, chiều đạt hại thắng rồi Hoàng Phúc. Thắng 2 ván liên tiếp. Vô địch rồi. Vô địch rồi. Sao cái cam của Trung nó làm vẻ đẹp hắt lên hẳn. Vâng, nó lên hẳn đi. Trông nó sáng sủa. Thích thật đấy. Cái đấy tôi không bàn anh Tam Bình ấy. Đấy là việc người ta, mình bình luận viên thì mình đấy là bạn Đạt, bạn ấy thắng được những ván quan trọng, thắng anh Võ Minh Nhất này, thắng anh Hà Văn Tiến này, thủ hòa đánh Đại Lý Huynh này, tôi thấy bạn xứng đáng thắng anh Nguyễn Phúc Lợi. Mà đánh thẳng tâm ra Đạt chả thể thua ai được. Vâng, cái kỷ lực của Đạt đã được chứng minh rồi, nên là cái cơ vị đấy là hoàn toàn xứng đáng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nó cũng ra cái thể thức của giải này nó cũng có trận chung kết, thành ra là nó khó anh em ạ. Giải này có chung kết không? Có. Đi anh Bằng ơi, em chắc phải về ngay, bận lắm, đợi bận, hẹn anh dịp khác. Hẹn bằng dịp khác nhá. Hết giải cái 22 tôi lại phải book vé rồi, lại phải về ngay. Có lẽ phải đợi đến cái giải A2. Một dịp nào đó, một dịp nào đó. Giải A2 cũng ở Sài Gòn nữa. Đúng rồi, đoàn thành phố thì là thường là dùng cờ để giải quyết mọi việc. Thường là như thế. Thể thức này câu chuyện đồng đội ủn nít nhau là diễn ra thường xuyên. Các bạn đã biết là một trong lý do là không có nhà tài trợ rồi đấy.
do cái thể thức này nó không, chưa chưa được tiến bộ văn minh lắm anh Long ạ, nó hơi cổ điển theo cách nhìn nhận của tôi là lạc hậu. Nhưng mà nếu đánh knock out thì chắc là kéo dài lắm. Nó không đánh 7 ván chọn ra 4-8 người thì cũng chỉ thêm một ngày được cùng. 7 ván chọn ra 8 người là chỉ thêm một ngày. Mình thêm một ngày thì mình lại bơi thuyền rồng thêm một ngày làm sao mà anh phải lo. Dạ thôi thì cái điều lệ đưa ra thì sau khi có những góp ý thì đã tổng hợp lại thì giữ nguyên như vậy thì cứ phải theo điều lệ thôi. Thì sao? Ok Nguyễn Duy Phú, mình cũng phải nhịn các bạn chứ. Không nhịn các bạn thì nhịn ai? Nghề nó vậy, làm sao mà cãi nhau các bạn nhiều được. Cãi xuể làm sao được. Không xuể được anh em ạ. Ok, ký sự ạ. À, bây giờ chúng ta lại quay lại vấn đề chuyên môn. Ở bản đấu này thì đến lúc này thì thực ra võ đấu đầu là khá dễ đi, nhưng mà vì có rất nhiều lựa chọn nên là võ đấu đầu vẫn rất cẩn trọng. Đội tướng có giải vô địch đồng đội chúng mình ạ. Năm nay đánh tại Đà Nẵng tháng 10. Anh vào website của Liên đoàn cờ Việt Nam ấy, Liên đoàn cờ tướng Việt Nam ấy anh. Có số điện thoại. Như vậy là giải đấu thủ mạnh là ở Đà Nẵng đúng không? Đấu thủ mạnh thành Hồ Chí Minh. A2 Đà Nẵng. À đấu thủ mạnh thành Hồ Chí Minh. A2 Đà Nẵng. Đấu thủ mạnh thế phải kéo đến tháng 10 hay 11 ấy nhỉ. Anh Đoàn Đại Phú em nói gì đâu? Em nói rất rõ ràng là cái thể thức này thì trước sau cũng có ủng đít mà. Cái này em nói từ lâu rồi anh. Em có trách ai đâu. Anh lại tù xích với em. Ngày nào cũng nhận với cả anh em từ nãy giờ em cũng dám nói gì đâu. Anh em vừa nãy khẳng định là đạt đấy cương vị đấy là xứng đáng rồi. Anh em tôi khen là xứng đáng rồi nói gì đâu. Cứ tù xích với tôi làm gì. Đã thế đạt là còn đẹp trai, thế quá được. Tôi làm gì có cái tội gì đâu mà tội hay quay cờ cho anh em xem, anh em nghĩ mà xem. Có tội đâu. Đúng không BC quậy? Anh chẳng có tội gì ngoài tội hay làm cờ cho anh em xem. Nếu anh em coi là cái tội thì chịu có. Như vậy là Võ Minh Nhất đầu tư cho rất nhiều thời gian. Máy của tôi thì nó để chị 6 tấn 5. Đoàn Đại Phú là khách quen ở kênh ấy chứ mà hay mắng lắm. Ngày nào cũng gặp nhau mà. Chỗ này có thể lên 6 tấn 5, cũng có thể là được 7 tấn 5. Vâng. Cũng được. Ok, cảm ơn Lê Hoàn nhá. Có vòng cuối quy định đồng đội không gặp nhau. Mai vòng này là vòng gần cuối thôi. Đây là áp chót, cuối bùi. Áp chót. Đây là áp chót. Đó, Bình Phước có những bon này, có võ đấu đầu này, rồi Ngô Ngọc Minh này, đấy kêu toàn Bắc. Mấy anh ấy cứ thích nói là sẽ được. Đi mã 3 tấn 4 là không hay đâu anh em nhé, bị công kích rất nhiều thứ. Cứ lên sĩ lên tượng là ổn nhất. Buổi sáng là cờ Colo là hòa nhỉ? Hòa, tí ăn được đấy. Nó nhiều cơ hội. Nhiều cơ hội. Nhiều cơ hội hơn bên con rất nhiều tân.
nhưng mà con người thì ngoài nó chạy vào cơm thì vâng. Bình luận viên với mình là anh Nguyễn Thăng Long, kỳ thủ của giải này, anh ấy ngoài Bắc có biệt danh là âm tàn lão quái, ông vua làng xã, nhiều cờ giải nhất nhì Việt Nam anh em ạ, riêng cờ đi lấy các hội. Nói chung là cứ được thi đấu cờ tướng với tôi là cũng khoái rồi, chứ là lần tôi được vô may mắn nhất được cái phường là tôi cũng thấy sướng. Và anh Long có một câu rất hay mà tôi cũng lấy làm cái tôn chỉ của tôi, con đường xuyên suốt, đó là đâu có cờ là ta cứ đi, phải nhạc đi đúng không, đâu có cờ là ta cứ đi, đam mê. Dù là mấy năm trước là không đi được rồi. Vâng, như vậy là nhất đi xe 98. Vâng, Nhật đánh nội mấy dụng dung này tiêu chuẩn hơi chán, hy vọng nhanh chớp sẽ tiến bộ. Nhất đi của Nhất là ưu tiên là xuất động quân mạnh. Okay. Ưu tiên tấn công. Đưa hàng nóng ra sẽ càng sớm càng tốt. Giải này không bỏ được đồng đội không gặp nhau đâu. Tôi có đề xuất rồi, đánh 7 ván đại sĩ, chọn ra 8 người thi đấu loại trực tiếp, 1 gặp 8, 2 gặp 7 đấy, 3 gặp 6, 4 gặp 5, tứ kết, bán kết, chung kết. Đấy đề xuất của tôi. Xin chào Nguyễn Cát Trắng, chào Nguyên Linh, chào Phạm Mộc Tố. Ở Thăng Long Kỳ Đạo thì không có gà Minh Hưng ạ. Ở Thăng Long Kỳ Đạo chỉ có anh em, bạn bè thôi. Thì tôi thừa nhận là bạn Nhật Y Hạ là bạn ấy là người em của tôi. Còn việc cái bạn ấy đánh hay đánh dở thì do bạn ấy, không phải do tôi. Hay thì bạn ấy cao mà dở thì do bạn ấy thấp, rất đơn giản. Không có gà. Ở đây toàn con người chơi với nhau không có gà quá. Thưa bạn. Chào Luyện Đinh. Anh Vũ Thiện Bảo thì cùng ở câu lạc bộ Sunshine của tôi, thì những khi họ câu lạc bộ thì anh em cũng vẫn gặp gỡ nhau đều. Như vậy là một pha trùng xe đến từ Võ Minh Nhất. Cái cờ này thì đang ở rình rập nhau, cũng chưa có biến gì mới đâu anh em ạ. Hãy xem là anh Huynh có ưu tiên đi con xe 8 không. Huynh hôm nay có được ra xe dị nhỉ, xe ra lộ kia thì phải xe 1 tấn 2, xong chuyển sang đấy thì mới tới. Dương Đình Trung cũng có thi đấu đấy chứ, nhưng mà ở giải này nói chung là mỗi kỳ thủ thì tương đương với vô địch tỉnh rồi, là có thể là bị hòa hay bị thua cũng là chuyện bình thường. Không, chỉ có bố nó thích cờ thôi. Con trai con gái là chúng nó cũng không thích. Bạn nói như vậy sẽ là ảnh hưởng đến nhiều thứ đấy Minh Hưng ạ. Cảm ơn bạn. Giải năm nay cũng quy tụ được khá nhiều các kỳ thủ hay của nhiều tỉnh thành. Và chỉ có thiếu đáng tiếc lớn nhất là anh Quân Dương Bắc thôi. Anh Bắc thì phải vào đường là công tác cho tập đoàn hay doanh nghiệp ở đấy rồi. Và phải quét thẻ hàng ngày ở đấy rồi. Dù ở gần đây một ra hơi khó.
muốn ra giao lưu hơi khó. Kulu chưa đang đánh với Tiên Béo Liễu Nhi ạ, chưa thắng được. Đang đánh. Như vậy là sẽ đặt xong lưng cái bàn cờ thứ hai. Như vậy bàn cờ thứ hai sẽ là cuộc nội chiến giữa đội của Hà Nội Minh giữa hai cầu thủ có 4 điểm rưỡi đó là Hà Nội Minh và Trần Văn Sáng anh em nhé. Ai giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì cũng sẽ ở sau có quyền quyết và nếu có tốt ở vòng sau thì có cơ hội chen chân vào top 4. Đó là lý do vì sao mà anh cầu thủ này ngồi để chưa đợi nước đi tiếp theo đến từ lại Lê Huynh. Cái nước pháo 97 này nó hơi ấy nhỉ. Ôi, hơi khó hiểu một tí. Nước pháo 97 để chuẩn bị cho những đòn đánh tiếp theo. Thế là nó xa quá, nó sâu quá, hơi khó đi. Thế nhiên là pháo phải soi vào cái lỗ 7 có tượng, có mã. Và yểm trợ cho cái kết cấu hình nó được đẹp. Thực ra thì báo cáo bạn Quyết Rô có một trận đấu cơ tiêu chuẩn, nó rất là lâu và rất nhiều thời gian chết. Thì để giữ chân khán giả thì bình luận viên bây giờ anh Long ạ, tại phải tương tác với anh em nhiều hơn mới giữ chân được. Chứ còn nếu mà mình chỉ là nói về chuyên môn mà mình không tương tác với anh em không thích đâu. Đấy, mình báo cáo anh Quyết Rô là như vậy. Phong cách của mình là trò chuyện, xem cờ trò chuyện với nhau, bình luận viên cũng như khán giả cũng như bình luận viên. Ok bạn nhé. Ở hình cờ hiện tại này thì bên cờ của Võ Lâu Đầu, Võ Minh Nhất thì đã có một binh bảy sang sông, đấy là cũng một điểm cộng rất là lớn rồi. Vâng, điểm cộng rất là lớn ở trong bàn cờ bên đỏ. Đi đánh giải quốc gia thấy hình này là cũng yên tâm, là thường thì là yên tâm là phi thắng tất hòa, dù nhận định nó còn hơi sớm. Nhưng mà với phong độ ổn định thì cái chuyện đấy thì là đến 70%. Để thử em nào, để em thử đi nước cờ này xem nào. Nếu như em cầm, khả năng em tiến đến đây chẳng hạn. Ủa, em nặng luôn. Thì lên đấy xe vô duyên. Chưa đánh gì đúng không? Ví dụ mình lên đây đi. Có lý một tí. Có lý một tí. Có lý một tí anh em ạ. Có lý một tí. Nhưng mà cái nước pháo 97 là khó đấy. Không, pháo 97 thì như là chung cuộc này thì với Huynh thì không phải là khó. Vâng, để cùng chờ xem. Thì trong đầu Huynh là sẽ muốn cái bộ kết cấu của Võ Minh Nhất nó bị tản lạc ra, trong khi là thì Huynh mới xuyên phá được. Ôi ông Ben White đấy, ông Quang đá thế nào mà lại hỏng hết cả bánh kẹo đấy ông? Đá thế nào mà để độ thua vậy? Buồn ghê. Anh vó vé vào anh bình luận và nói chuyện theo những cái như bình thường, tế bình thường ngài thôi. Bình thường ngài chém gió rất vui vẻ, ngài cứ thế thôi. Em chúng ta chỉ mạnh nhất khi chính là mình. Ví dụ em không để học ngài đánh đàn diệt thả được, bởi vì nó sẽ học em không làm được. Anh thì lại không thể vừa ghim lại vừa chạy tiền đạo. Đấy, ví dụ ở ván đấu này thì hai đối thủ là cái con đường 5 tiến đến Hải Phòng thì lại không xuyên phá. Đấy, mục đích chính là bây giờ đang lộ 3, lộ 7. Trong khi nhiều ván đấu khác thì tranh chấp trung lộ là chủ yếu. Hay các trận bóng cầu đình thì cũng
trung lộ là điểm chính. Vũ Quốc Đạt gặp anh Đào Quốc Hưng thắng rồi bạn ạ. Ở với hình cờ này thì chính ra là võ đo đầu là có thể hồ xung phong được, tại vì là có mấy quân là chặn, hai quân chặn sát sông của lại Lý Huynh rồi. Trong khi Huynh chỉ có một con mã Kỵ Hà thôi. Nhưng mà bây giờ thì chắc chắn là chưa xung phong được, bởi vì đến lượt ông Huynh đi. Ngài Long ạ. Đúng rồi, Pore DTA thẩm nhiều quá đấy, bảo đánh hơn gì mà thẩm, bác cái con oe mà thẩm. Nói chung là anh em nói cứ nói, bọn tôi làm cứ làm thôi. Bồ ạ. Ý thống nhất là như thế. Nhiệm vụ của kênh là truyền tải diễn biến của trận đấu. Đúng rồi. Và tương tác với anh em. Làm anh em vui. Có con sốc que để bổ sung những nước đi. Đề xuất. Kênh chỉ biết làm thế thôi. Và xem cái độ nhận định của mình là có được phù hợp không? Tương đối chính xác không? Hai kỳ thủ nhất và Huynh hiện nay đang ban mật ở cánh, sắp sửa tạt vào thôi nhỉ? Đợi đến lúc thời cơ chín muồi là tạt vào để cho tiền đạo cắm đánh đầu thôi, đúng không? Đấy chưa, đi như chung đi này. Đi như chung đi này, Ngài Long này. Để chưa? Đi chứ còn gì nữa, đi như chung đi này. Nói chung là cái hợp lý, tư tưởng lớn, gặp nhau sẽ có, gặp nhau có điểm chung, nổi xe lên bắt tốt sang sông của đối thủ. Đấy, rất hợp lý. Nhưng theo tôi nhận định nha, thì võ đo đầu này có khi phải giữ có tốt này bằng được. Đấy, em ví dụ nhá, cứ ở xe 8 tấn lên giữ cả. Không đi đấy ơi lênh bênh. Không, ví dụ gì đâu, không gì đâu, chắc tấn lên giữ đấy. Nó dí thì sao? Chả sao cả. Không, nhưng mà nó lại quản lý không cho xe sang đè mã được. À. Có xe 8 ở dưới đáy có thể đứng lên giữ, và xe này có mấy cái căn. Tức là ý anh thế này. Ồ, đấy, kiểu tôi đoán được võ đau đầu sẽ đặt chân ở đấy. Đấy. Còn đâu là mình đoán que như nào thì mình không đoán được. Rồi que nó chỉ rồi. Mình đoán yếu tố con người ấy. Thôi anh Quyết Dâu ơi, để cho em làm ăn, trình độ của em kém. Ồ, anh cứ lên anh chỉ trích mệt quá anh ơi. Đã nói mỗi người một phong cách rồi. Phong cách của em là thế, trình độ em thấp em không thẩm được. Em chỉ biết nói chuyện linh tinh là tang thôi. Và hạt tổ hồ thôi. Ừ, em tô thôi. Em hồi xưa là chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đi bộ đội rồi. Thì làm sao mà văn ai chữ tốt của người ta được anh. Anh phải thông cảm. Đang có một pha chỉnh sửa lại đồng hồ. Đồng hồ. Chỉnh lại đồng hồ anh em ạ. Đấy, cho nên lúc này đoán được nước đi chính xác của võ lô đầu sẽ đi là mới là khó. Sửa lại được ngay mà, đồng hồ chỉnh được ngay mà. Moriyasu người Nhật nói bậy ghê. Cái tiếng VCL không phải tiếng Nhật. Tiếng Nhật thì như người ta gọi là Kimochi. Ôi, chỉnh lại đồng hồ rồi. Nói chung là cả hai thủ này đều muốn ăn nhau thì khó. Cái đồng hồ thì một giải đấu nó có hàng trăm cái, thỉnh thoảng nó sẽ có một cái trục trặc. Đang với thể thức thi đấu là 60 phút tích lũy 30 giây thì anh em nghĩ thoải mái.
thường chưa có ai dụng kim cả. Chào thịt Tala nhá. Này, từ đầu giờ chưa thấy ai dụng kim. Ok, cảm ơn Ngọc Nguyên. Nào xem danh thủ Võ Minh Nhất ra đòn như thế nào. Đây là cuộc chiến giữa các kỳ vương đấy, những người đã từng vô địch Việt Nam. Cờ ví dụ cực cao nhật thấp thì ví dụ như là A Bảo đấy, cờ thì ai cũng công nhận là cực cao rồi. Nhưng anh ở cái chung cư ở tít trên tầng mấy thì chẳng biết là cao hay thấp. Nhà đấy cũng là nhà cao hay thấp. Đó, tương đối thôi. Với tài năng như Huynh thì thu nhập về cờ là tương đối khá. Tốt rồi đấy. À. Nói chung là anh em không cao được thì anh em khó nói lắm. Nói chung là ai chả biết vào cờ thì khó khăn vất vả, nhưng vì đam mê thì vẫn chấp nhận. Đấy, anh em đang công ăn việc làm thu nhập là ổn định. Xin chào Nguyễn Minh Hưng nhé. Mình hơn 30 một tí. Xin chào Mr. Lee. Nhưng nói thật, Man White năm nay mà cái đội mà tôi muốn vô địch nhất là đội của ông, Arsenal. Ông đừng để thằng hàng xóm vô nào nó vô địch đau đầu rồi. Ông cố gắng lên nhá, tôi ghét cái bọn này. Mặc thì dù tôi chả thích cái đội ông đâu, nhưng mà ít ra thì vẫn là yêu hơn là các đội kia. Anh Long được gọi là bố vợ công dân thì vì con gái anh ý là một cô gái rất là xinh, giỏi. Lên TV truyền hình. Cho nên là anh em hay trêu. Anh em một số thằng hồi xưa nó gọi anh Long là anh, là chú và bác, bây giờ nó gọi là bố đó, bố vợ. Nhưng mà cái cho nên anh ấy gọi là bố vợ công dân. Hôm nay tôi mới nghe đến đấy. Anh chiêu cho đấy. Bố vợ công dân. Hồi thực ra theo cờ thì vất vả, nhưng mà tôi thấy là cụ Nguyễn Du trong truyện Kiều có câu rất hay anh em ạ. Đó là đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng trách lẫn trời gần hay xa. Đấy. Đã xác định đi trong đam mê phải chấp nhận. Giải A1 không có thưởng so với mọi năm. Nhưng tôi tin chắc là mỗi đoàn cũng có cái thưởng riêng với những người mà đạt thành tích. Đấy là quy mô nhỏ. Hình như kiểu câu gì mà tự nhiên tôi quên. Ý người ta nói là ông trời ông đã quyết rồi thì không thay đổi được nhỉ. Câu gì nói về nghề nghiệp tự nhiên quên. Suốt ngày lẩy mà tự nhiên nó rơi vào điểm mù quên mất. Nào xem Võ Minh Nhất đi đâu, chưa đi được. À, bạn ơi, bạn cho cái đấy cũng nhỏ lại hộ tôi được không? Nhà có vào đánh, bạn ơi, cho nhỏ giúp mình. Và đấu rất là quan trọng nên là mẫu nhất cũng rất là cẩn trọng. Ui, giáo viên bây giờ tôi thấy nhiều người cũng khá đấy. Khá đấy anh em ạ, giáo viên mà các cái, một là chuyên môn giỏi, hai là các thành phố lớn là khá đấy. Đúng rồi, cho thanh cao mới được phần thanh cao nhỉ. Câu trước là gì? Bắt phong trần. Phải phong trần. Đấy. Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Cảm ơn VVC. Các cụ về hồi xưa còn lái là bắt phanh trần, phải phanh trần, cho may ô mới được phần may ô. Đó là lái từ câu đấy. Giờ này đánh mới đến trưa chủ nhật. Vàng văn vạn nhá. Đánh đến 21 đấy. Vâng. Hôm nay mưa gió bão bùng, ba ơi ba để cái mùng ở đâu à?
Ok. Bàn của Đạt xong lâu rồi Nguyễn Linh ạ. Xong lâu rồi. Đạt chúc mừng nhà vô địch được rồi. Trong ở giải A1 quốc gia năm nay thì các kỳ thủ ở những cái câu lạc bộ hay là những cái tỉnh thành có truyền thống cao thì sẽ đạt thành tích tốt hơn và là thuận lợi nhất, chứ không có anh nào xăm xăm băng lối vượt khuya một mình được. Anh em làm cái test cái nhở, làm cái test cái. Làm cái test sờ la cái đó. Anh chọn hoa. Test sờ la cái đó. Cường Kulu đang đánh bên kênh Cường Tướng Danh Thủ. Kulu đang thi đấu. Mà Kulu nó yên bề ra thất rồi sao cứ dí con gái tôi nó còn xót dỗi như thế nhỉ? Anh em lộ quá. Lộ. Nậu hàng à? Lộ. Rồi. Không còn chỗ để đưa bàn khác đâu Nam à. Sang kênh Cường Tướng Danh Thủ xem đi, Kulu đánh cờ bên đấy. Tôi là bạn bè của Nhất, Lộc Nguyễn ạ. Nói về thân thì cũng chưa phải là thân. Bạn bè quý mến nhau thì đúng. Xin chào Einstein nhá. Võ Đao Đầu đang gánh một trọng trách rất lớn của đoàn Bình Phước. Anh là người ở khâu chiến thuật cho đến khâu chuyên môn. Tất tưởng thật. Từ A đến Z luôn. Lo ăn lo. Anh Bảo đang đánh với cả đồng đội, anh Đặng Cử Tùng Lân. Ok, anh cảm ơn em nhé. Anh Bảo thắng rồi. Cảm ơn Hoàng Văn Vạn. Như vậy anh Bảo đã ghi được thêm một điểm nữa thì vòng sau sẽ cái tranh chấp ngôi vị nhì ba là cũng rất căng. Danh sách thi đấu thì cơ bản là như cờ ngửa thôi, A Phú ạ. Cơ bản là như cờ ngửa. Ở trong cờ chép với thì phải dứt điểm xong cái cờ tiêu chuẩn này đã chứ. Mai sẽ có thay đổi nhỏ thôi. Bổ sung một số anh em sẽ đánh trên cửa trước, không tham gia cửa chậm, đánh cửa trước. Anh Cường thì không phải bị loại mà là anh ấy không tranh chấp huy chương được. Kỳ mà, chào Đặng Quyết. Giải A1 năm 2024 này đang tổ chức tại khách sạn Kiều Anh ở thành phố biển Sinh Đạt, Vũng Tàu. Bạn Đạt thắng được lâu rồi, Trần Như Khoa ơi, thắng lâu rồi. Bạn Đạt đã trở thành tân vương sớm rồi. Ô, anh em bán tim vào mâm nhỉ. Năm nay là cờ lại sửa tên một nhà vô địch mới, đó là Hữu Quốc Đạt. Rất thuyết phục. Vâng, số người bình chọn lại là Vinh chiến thắng rất là cao. Bỏ
mình nhận có 8% ván cờ hòa 30% và không quan tâm 13%. Ok, anh An đánh hay, Phú A Phú ạ. Trần Sơn An Đà Nẵng đúng không? Trần Xuân An là được kỳ vọng của bác Trần Văn Ninh lắm đấy. Chưa giải ba nội dung mà chạm tiền phong, chưa đi được hết một ba chặng đường, ba nội dung cơ mà. Anh Nhất đang nghỉ hơi lâu đấy, anh em xem mười mấy phút chưa đi được, không chém gió thì Ngài Long mà làm cái gì bây giờ đấy. Tôi đoán là anh Nhất sẽ dùng một con xe để giữ con tốt trên Kỳ Hà này, đâu là không biết là anh có phê tốt không. Nếu như con que của con que của kênh thì đang là phê tốt. À, mình có nói gì đâu à bạn Lữ Đàn Đỏ. Ôi lại lên phá rồi, từ nãy giờ đang nói chuyện kiều chứ. Ôi đừng lên phá nữa khổ. Ôi, anh Long thấy em khổ không? Chả làm gì cả. Cái này vô địch nhất Đình Trọng Tín ạ. Cờ tiêu chuẩn vô địch nhất, quan trọng nhất. Cờ tiêu chuẩn là giá trị nhất. Giá trị nhất. Cái này tôi không biết ở đâu Doanh Phạm ạ. Không biết được. Tính toán là lãnh đội như nào mình không nắm được. Phỏng vấn nóng Ngài Long đến nay bạn được tầm bao nhiêu giải làng rồi? Không đếm được, tôi không nhớ đâu, khó nhớ lắm. Ôi nói chung là bạn Lữ Đơn Đỏ hôm nay mình thích bình luận cờ, mình không thích cãi nhau đâu. Bạn tha cho mình nhá. Thành thật kính xin bạn tha cho mình. Và bạn nghe ở kênh nào bạn lên nói chuyện người ta kênh đó. Phát ngôn của mình là từ mồm mình mà ra, không phải từ mồm người khác. Ở giải đấu này thì ván đầu tiên thì Long vào thi đấu thì hôm đấy là sức khỏe tốt cho nên là bất ngờ thắng được anh Đào Hưng. Đấy, nhưng mà sau cái cú ngã ngựa đấy thì anh Hưng anh đã trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ và là đến hôm nay đã được 5 điểm rưỡi sáng nay. Và cuối cùng thì hoàn thành nhiệm vụ là gặp sau khi gặp Trần Vũ Quốc Đạt. Vẫn chưa đi dành cho Võ Minh Nhất thưa các bạn, mười mấy phút rồi. Đạt vô địch rồi bạn ơi. Bố vợ được mấy điểm rồi kìa? Bố vợ quốc gia 3 điểm rưỡi. Thắng được ván đầu thôi, thua 2 ván còn đâu hòa hết. Bị một ván thua mất
ván thua Thái Cường. Em chào thầy. Em chào thầy. Từ trụ này hát được đấy thầy ạ. Bài đồng cũng thích hát. Tốn bao nhiêu tiền phòng trà ca nhạc? Thầy có bản tiết thu hay lắm. Phải có người mời. Người mời. Người trả tiền. Đấy. Nhưng mà trước khi có người mời thì mình phải tiêu trước người ta mới biết. Đầu tiên là tôi. Thầy cũng mời cả thiên hạ, thầy mời em mấy lần. Đầu tiên là tôi bị lôi chứ. Vâng. Đấy. Lý do dễ hiểu lắm, thứ nhất. Tôi quen, thứ hai là tôi biết quá nhiều nhạc. Đấy. Họ nhờ mình giới thiệu nhạc thôi. Vâng. Đấy. Bây giờ có người là bánh lái, là cái bánh lái rồi. Nói chung là thầy đến thì người ta thích. Thôi, để nói nghe mới lại cả. Họ đi một mình một buồn. Wow. Đặc biệt đầu tiên sếp của tôi là anh rể của ông giám đốc của tôi. Mày đi, cái rồi mày đi vào ông nhậu, mình không biết nhậu. Anh Bảo Thắng rồi bạn ơi. Thầy hôm nào về Sài Gòn? Hết giải. Tôi mới về tôi mới ra lại. À thế ạ. Nhà đồ mình cười lắm là hôm qua là cô em tôi đi du lịch mà cổ lại có vé sẵn rồi. Con gái tôi thì hôm nay mới về. Bây giờ ở nhà thì con chó thì nó lại kêu đi gửi lại nó lại không chịu. Không ai cho nó ăn thì nó phải về vừa trong nhà nữa, nhà không có ai á. Không có người đó. Vâng, đi y như anh Long tính rồi. Như nào? Anh Nhất đi như anh Long. Tôi đi như anh Huynh. Tôi. Nước cờ hợp lý. Đấy. Tôi thấy là đang thi đấu rồi lao không thủ tướng mới đặt sang còn tốt. Như vậy là anh Huynh. Nghĩa là đi nước cờ này của anh Nhất là cầu thắng đấy. Cầu thắng đấy. Thứ nhất tôi nói cậu nghe. Cú đạp nó xui. Vậy là cô có định hưởng. Nhưng mà nếu có định hưởng thì chắc đâu có định. Tôi nói thật luôn. Được làm kỳ vương là được rồi. Không, nếu có định hưởng thì còn phải đánh nữa mà. Vâng. Được làm kỳ vương được rồi. Hạnh phúc rồi. Mơ ước bao nhiêu con người. Tiền thì lúc có lúc không. Bất ngờ đến đâu đến ngày gần chót lại. Vâng. Tuy không có giải thưởng chung nhưng mà sẽ cũng phải thường quân. Yêu đề cờ thành phố Hồ Chí Minh đấy, ta đã được thưởng luôn. Mà còn tăng hẳn lên chứ đấy. Đấy. Vô địch không được đồng nào, Nguyễn Mạnh Gồng ạ. Không được đồng nào. Đúng rồi, thầy ông đang ra nói chuyện bọn tôi. Chưa nói chuyện được, lúc đấy là đột một là tăng lên 1-2 lần. Chào Đỗ Văn Tiến. Chưa xem được bàn tuân bún. Hạn chế ra vào. Các kỳ thủ thi đấu phóng viên hạn chế ra vào. Tôi thi đấu xong là tôi được mời ra ngay để không mà quay lại được. Sĩ 6 tuần 5 đến từ Bò Tháo Đầu. Ở ván đấu này thì con muốn gặp Đinh Tú. Một cuộc chiến sọc phẳng đấy. Căng đấy. Đinh Tú sáng bị A Bảo tóc cho một cái rồi. Trở lại mặt đất rồi. Tâm lý kỳ thủ phải giữ ông tốt mãi mới đưa sang được, lại bỏ không dễ quá. Anh em ai chưa đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Ủa? Địa phương chắc chắn là có thưởng, giúp tin ạ. Địa phương chắc chắn là có. Địa phương là có thưởng. Chắc chắn. Địa phương thì chắc chắn rồi. Chỉ có điều là các cái tỉnh nhỏ nhỡ có giải thì được thưởng ít thôi. Thành được bằng, nói chung là thành phố vô địch là ok. Xin chào Vũ Sico nhé. Chào Vũ Lê.
Anh em năm nay like lên. Được rồi, tôi đang xem mấy cách. Anh em nhấn like và thả tim cho kênh để cho nó rực rỡ lên tí nào. Phan Thanh Giản à. Phan Thanh Giản được 3 điểm, đang đánh với Đào Cao Quang. Lại một cuộc chiến sòng phẳng đấy. Đấy, nước cờ của Võ là đầu Kỵ Hà xe. Ban đầu thì máy tính của Hải Trung nhận định là chỉ có trên dưới 0 điểm tí thôi, nhưng sau khi để độ sâu cao thì lên đến 100 điểm rồi. Vâng. Ok, cảm ơn Tú Minh. Chào Huỳnh Duân nhé, chào anh em. Thành phố Hồ Chí Minh thưởng 15 triệu đấu trường vàng. Anh em like động viên thế nào? Sau đây có thể cấp số nhân lên đấy. Đấy, anh em like phát hơn 500 like ngay. Thầy Hồng thì vẫn là huấn luyện viên trưởng của đội thành phố mà. Thế bạn vòng 7 lên fanpage xem. Anh Đạt đứng đầu vô địch rồi. Sau trận đấu vòng 8 vô địch rồi. Đằng sau là dày đặc các anh các. Về tiền thưởng cho huy chương, ví dụ như là ở cái phân môn giải cầu truyền thống thôi, một đoàn Hà Nội cách đây ở đại hội thể thao cách đây mấy năm thì huy chương đồng mà đồng thau thôi mà cũng đã, mỗi người đã được huy chương đã được 10 triệu rồi, vô địch quốc gia 15 triệu thì kể nó không được xa xỉ lắm. Cảm ơn thông tin đến từ Busco. Thầy Hồng vừa đứng đây nói chuyện đấy, toàn phát. Vừa đứng chém gió đấy. Cảm ơn Hoàng Bùi. Thầy Hoàng Đình Hồng hôm qua vừa bắt xé đò là về thành phố mấy tiếng xong lại lộn lại. Xin chào Lê Ngọc Hòa, Zalo nhá, 0935356789. Bán hết. Tôi nghĩ Huynh phong độ không hề xuống mà do mặt bằng các anh em nó lên rất nhiều. Tôi cờ rất kín kẽ và sâu. Đây chúng ta có thể dự đoán là Huynh sẽ đi đâu. Đúng là đến này, một là Huynh là sẽ nhảy mã lên 4, hai là buộc phải ăn mã, và mã nhảy mã lên 4 thì không, quay đang bị pháo một bình 9 à. Nếu mã ăn lên thì phan tiếp con pháo kia lên tấn công cái này, đang tiếp con mã khỏa hẹ không, con pháo 9 ở đấy đấy chưa. Phải đưa lên là Huynh không buồn lắm đâu. Đạt vô địch rồi anh ơi. Tặng anh Đào Quốc Hưng rồi. Đấy, nước cờ của Huynh theo que chạy không phải vào cơm thì nó rất là nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Đến gần 1000 điểm rồi. Rất nguy hiểm. Xem bàn tiền nữa.
Thế hồi ở An Trụ thì anh em nói thế cũng chưa đúng lắm. Tại vì là Huynh đỡ Hòa Anh, chứ không phải là anh đỡ Huynh đâu. Huynh đếm nước. Chính xác, chính xác. Không, tôi xem trực tiếp. Hôm đấy là anh Huynh đỡ Hòa Anh Long, không phải anh Long đỡ Hòa Anh Huynh. Hoàng Bùi Việt ạ. Bùi Việt Hoàng. Ok, Võ Phong Huy, chuẩn rồi. Là mở ra cơ hội rất lớn cho Võ Đô Đầu đấy. Con tượng của Đô Đầu hơi yếu, à con tượng của Nam Phương Công Tử hơi yếu anh em ạ. Dễ bị công kích. Chúng ta dự đoán là Võ Đô Đầu sẽ đi đâu? Bọn này em không nắm được thông tin về các chú các bác đâu anh Trần Đống ạ. Đấy, nghĩa là Võ Đô Đầu là muốn đưa xe vào chỗ huyện. Và chuẩn bị cặp kịp, rất rõ ràng. Đâu như theo mũi tên của máy thì cũng định vào chỗ huyện đấy nhưng đi theo đường dưới để hãm cho tượng không được vách lên. Chỗ họ đánh nhau to đấy, đánh nhau rất to. Ở hình cờ này Võ Minh Nhất là không dám lên con tượng 7 đâu nhá, lên tượng 7 là bẹp, bị bẹp luôn đấy. Tượng 7 mà lên cũng là bị chặt luôn đấy. Chào Lương Chí Hoàng. Vâng, tìm đường kẹp cổ rồi. Chính xác. Đường đầu đang yêu thế, rất yêu thế. Nhưng mà hình cờ này lại là hình cờ đối công chứ là ý nghĩa đấy chưa hẳn là đã là lớn lắm. Trong hình cờ đối công thì gia chủ người Thanh Bảo đã nói 12.000 điểm chỉ mang tính tham khảo. Mang tính tham khảo. Xin chào Trần Viên Nội. Chẳng chẳng biết nội nhỉ. Như vậy là Huynh đã hấp xích lên. Khí sĩ rồi. Về khí sĩ thì nguy hiểm quá. Anh Nhất yêu quá trời. Lên 1.600 rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà 1.600 có những hình nó rất là khó xử lý. Như hôm trước tôi có ván đấu với anh Nguyễn Hoàng Lâm B lên 1.600 mà mình không thể nhận ra được, về cả tập thể 10 người cũng không nhìn ra được. Có rồi anh ơi, anh đạt thắng vô địch cho anh ạ, vô địch giải. Anh em đã nói rằng là Huynh đá ở giải bên kia Trung Nguyên thì lại hay hơn A1 kỳ này. Anh Bảo thắng rồi Nguyễn Thiêm ạ. Bảo đã vượt qua kỳ thủ cùng đoàn là Đặc Kiểu Tùng Lân. Thực ra anh Huynh anh đánh này có hướng thế này anh Long này.
ý đánh ấy là pháo 9 tấn 3, xong rồi chọc xe được bắt tượng. Nếu nó lao tượng lên 7 tấn 5 lên thì phập nó vào phát. Còn bạn nó sẽ bổ. Chờ đợi đấy. Ý là như thế, ý lập hình. Nhưng khả năng chưa kịp đánh. Ba bị đánh trước rồi. Khả năng là Huỳnh đại buộc phải thử cái tốt để kéo dài trận đấu. Nhưng mà thế thì không ai cứu giá ở bên này nữa, tại vì xe ở lộ 6 để thông lên thì rất lâu. Về chưa? Ăn sang đấy, Huỳnh ăn sang đấu mà người ta chưa đấu cho, thêm sợ. Đấy, Huỳnh đã ăn sang. Nhưng con người chắc là phải ăn rồi. Thực ra con người ăn xong rồi ăn tượng lên là con người có thể vật tượng là rất là mệt mỏi. Với quay trở lại cơm thì xe là chưa chắc là cặp xuống đáy đâu, tại vì là sợ. À, không sợ con pháo kia không thể giật về kích xe được thì chơi được đấy vẫn được. Con pháo 9 không về được. Con 9 mà về được kích xe ra thì mới... Như vậy nước này cũng không khó lắm. Á quân chưa biết đâu bạn ạ. Hôm nay ngày mai mới biết được. Nhưng mà vì ván cờ này nó cũng khá quan trọng, cho nên là tôi nghĩ là anh nhất sẽ ăn xe cho dễ xử lý, cho nó chặt. Ăn xe cho chủ động. Anh em like 6-700 like đi anh em, 700 like đi. Nhất ngồi rất cẩn trọng như thế này mà còn 25 phút thì có thể nhận Nhất cũng ra được những đòn chí mạng đấy. Cắm xe đáy để bác tượng vật lên KGB, bác pháo vật lên tượng thua luôn. Cắm xe đáy để pháo vật lên tượng lên, cho về đá có tượng chả hề ấn gì mà còn xa. Mình không nhớ lắm Tôn Ti, không nhớ lắm. Quen với việc Huynh ai tranh ngôi vô địch. Giải này không tranh ngôi vô địch, rất lạ, không quen. Không quen lắm. Ông mà năm Huynh đánh cao là Huynh có ra Bắc đánh hội làng, nên là Huynh lừa phò hẳn lên. Đúng rồi, dạo này không ra này không ra nữa. Xuống. Bị cắm đáy để bác pháo vật tượng. Nước cờ hơi ác luôn. Vì các pháo của kiểu của Huynh đang phòng thủ tốt là đã phải lộ lên rồi. Ok Tôm Ti nhé. Anh em like cho mình lên 700 like đi anh em. Đạt vô địch rồi Daily ạ. Vô địch sớm rồi. Không những anh em like mà phải chị em cũng nên like cho anh Trung tí. Tôi dự đoán là ngày nhất sẽ ăn xe trên hạ.
khá phức tạp. Và cao chưa, cao chưa, cao chưa. Phải nhất là vốn là một kỳ vương và bây giờ đã trở lại. Cao chưa. Đấy, cái đẳng cấp kỳ vương nó đang trở lại. Cao chưa, cao chưa. Bây giờ là đã lúc là đạn đã lên nòng rồi. Giải này thì Trung Quốc nó sẽ mời đạt gì đâu. Đấy, lúc này thì cao phải ăn tượng, thấp cũng phải ăn tượng. Đầu rơi máu chảy rồi anh em ạ. Vâng, như vậy anh Nhất đã bác pháo vật rồi. Đấy, động vật rồi. Không thể đừng được, đúng rồi. Dạ. Anh Tuyến thôi này, anh bận công tác cả, anh có vẻ là anh ấy thi đấu bóng bàn nhiều hơn. Vâng, anh ấy mê bóng bàn rồi. Mê bộ thể thao nhanh nhẹn. À, chào Quân Nguyễn, chào Tí Bình Minh, Moriaso, Yuta Hình Duân. Bây giờ là ai về đấy chỉ sớm trước một nước thôi. Ra cái hình. Bây giờ một con mã lại không ở lỗ 4, ở lỗ 3 thì hay quá. Ngài Long ạ. Con mã nó ở bên 7 nhỉ? Vâng, bên 3, bên 7. Quánh sát nó bị sướng luôn. Nhưng mà Nhất là quyết định đánh bóng lỏng tất cả cho người tôi yêu hết. Ồ, sao rồi, Huynh có vẻ ký biên bản anh em ạ. Vâng, rồi. Huynh đã ký biên bản. Chúc rồi. Chúc mừng võ đô đầu. Một nước bắt xe. Chiết xe các bạn ạ. Bắt xe có nói. Bàn đã thắng các bạn ơi, thôi chúng ta sang trận đấu của... Chúng ta xem siêu phẩm của Võ Minh Nhất, Võ Đô Đầu. Tạm biệt anh em nhé. Long về phòng này. Ok, Long nghỉ ngơi. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Chúng ta sang xem một Hà Văn Tiến nhé. Hà Văn Tiến và Phí Mạnh Cường. Võ Minh Nhất có bảo phi đao hay quá nhỉ? Rất lạnh lùng đi ra, không thèm chào hỏi. Em chào anh ra, bộ đạo ba mươi đảo xa, không báo em là sư đệ tuần phu của anh Dương có khoảng 600 thôi. Qua vẫn còn cơ hội chân chen chân vào top 4 lương danh chiến thắng chân tôi thúc người tân trở vào vòng và vòng sau buộc phải thắng. Như vậy là phần bình chọn của chúng ta cũng kết thúc với đa số mọi người sai. Đa số là sai. Đa số là sai. À,
Thì vòng cuối cùng thì bốc thăm thì sẽ là cách đồng độ không bằng nhau. Có nội dung cửa nhanh cửa trước với PLV. Sáng mai đánh xong ván 9 của cửa chuẩn. Chiều mai 3 giờ sẽ đánh 9 ván của cửa trước. 5 phút cộng 2 giây trong một buổi chiều. Sáng như kia thì bắt đầu đánh 3 ván luôn. Ván 1, 2, 3 của nội dung cửa nhanh. 10 phút cộng 5 giây. Anh em đợi chút nha. Đúng mình chưa anh em ơi? Ok, cảm ơn chị Nguyễn Thủy. Anh Bắc thì không đánh, chưa bật môn ạ. Em chào đại ca Nghiêm Ngọc Thanh nhá. Bạn đạt đánh xong lâu rồi thì đương nhiên không quay được. Bành thị lòi. Áng vào 8 sai vị trí, xin lỗi anh em. Ok. Ok. Đạt thắng vô địch rồi Đại Lê ạ. Anh Bảo đánh xong lâu rồi, không có trên kênh nào cả, Dung Indy. Sáng
mày mà vẫn thua đối thủ, đội bạn tranh chấp cái là mày vẫn chưa hoàn thành đối bạn thua. Sẽ chứng tỏ là đối thủ mày không ai thắng được mày, mặc dù mày cũng có hỗ trợ. Không có trận chung kết đâu Nhân Dương ạ, à. Không có, năm nay không có. Vẫn là ưu thế lớn này cho Cung Lu với các bạn ạ. Cái vị trí con pháo nó khác nhau, quần trần khác nhau. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Bây giờ mày vẫn được hỗ trợ mà. Em hiểu. Còn cái chuyện đồng đội nó phải tự thân kiếm. Vẫn là ưu thế lớn cho Kulu. Họ đánh lấy để cho không chặt được. Anh em like cho 700 like anh em. Cảm ơn anh em nhiều ạ. Anh Bảo thắng rồi. Máy anh là có 1.000 thôi em ạ. À, Vũ Đạt dẫn đầu vô địch rồi. Trần Đình Trinh. Anh lại lưu anh sau bán thua vừa rồi chứ anh nhất là không còn cơ hội giành huy chương rồi. Sơn Nguyên ạ. Nội dung cờ tiêu chuẩn không còn cơ hội. Như vậy là Phí Mạnh Cường đã đi cờ rồi. Có 7 tuần 2. Bắn chết cười. Rất đơn giản. Chết cười. Đúng rồi tuyển ạ. Thắng nhanh. Cái này mình chả biết đâu Vũ Nguyên ạ. Thực ra là mình với thầy Hồng này, anh Cân này, anh Diệp Khai Nguyên này có góp ý là thay đổi thể thức, có những trận bán kết chung kết. Nhưng mà bọn mình có góp ý, thầy Hồng thì mình, anh Nguyên, anh Cân, nhưng mà liên đoàn không sửa. Góp ý trên nhóm Zalo ấy, nhóm Zalo ủy viên ban chấp hành liên đoàn. Mình góp ý thì không sửa chịu rồi.
Ông làm nào. Đức chảy à? Nói đến từ nếu nó vô cùng lắm. Từ nếu nó rất vô cùng. Đức chảy được 2.5 anh ạ. Đức chảy được 2.5. Vâng em cháu mượn. Nhớ tối mày đánh bán cờ ghê quá. Tôi đọc một số kết quả này. Đào Quốc Hưng 0-1 Vũ Quốc Đạt, Võ Minh Nhất 1-0 Lại Lưu Huynh, Nguyễn Thành Bảo 1-0 Đặng Cửu Tùng Lân, Vũ Khánh Hoàng 0-1 Đào Văn Trọng, Diệp Quang Nguyên hòa Trần Thành Công, Nguyễn Minh Ngọc Minh Hưng 1-0 Trần Quang Trụ, Trương Đình Vũ hòa Nguyễn Thái Ngọc, còn đầu hầu như toàn hòa. Quan hòa ấy. Anh Bảo vừa thắng Đặng Cửu Tùng Lân. Nữ thì chưa có kết quả. Hôm nay bạn Hùng bạn có sang quay nhưng mà các bạn nữ căng thẳng không cho quay. Dạ. Đã thắng nhất. Anh Cường mới được 3.5 ấy sao Linh Đảm ạ? Từ Hải Hiếu ạ, bước đi rồi. Anh Bình không được top 7 đâu, nhiều là cuộc sống. Sao có nước chiếu này, ông Guru cứ ngồi thế nhỉ, ông lạ thật thì. Xong rồi tí hết giờ lại kêu là cháu hết giờ, cháu không tính được. Hôm nay có pha anh Tân vô pháo đầu chiếu thế, lên sĩ rồi 7 phút đồng hồ. Tôi đây là tôi kể chuyện cho anh em nghe thôi. Chứ thành thật nói là tôi không có nhu cầu quay nữ. Đây là tôi kể chuyện là anh Hùng anh cũng muốn quay trận để bị trận đỉnh cao cờ nữ để cho mọi người xem. Bán nào nhỉ? Điện thoại giờ bán nào nhỉ? Tắt đi mau đấy. Ok siêu. Sao rồi? Thua rồi. Như vậy là quân bún đã thua rồi. Quân bún thua rồi anh em ạ. Tắt nắng rồi.
Quân 4 thua Đình Tú. Có mỗi vẻ tướng thôi mà ông ấy cũng ngâm nó mất 4 phút. Ông ngâm tiếp tôi xem nào. Như vậy Đinh Tú đang tràn đầy cơ hội có thể là kiện tướng. Tràn đầy cơ hội có thể trở thành kiện tướng. Mục tiêu của anh ta từ đầu giải. Xếp hạng tạm thời là có ở trên fanpage đấy anh ạ, Minam ạ. Còn chúng ta đã tìm ra nhà vô địch rồi. Anh Vũ có đạt vô địch rồi. Tú sắp lên tướng rồi. Mai Hòa nữa chắc lên tướng thôi. Mát lạnh rồi. Đang khen cái điện thoại mới không nhỉ? Không, quay mát lạnh rồi. Đi. Top 10 kiện tướng như đầu cuộc sống ạ. Top 10. Top 10. Cái đấy tùy đội, tuyển nguyên là tùy đội. Có đội thì phải gọi thi. Kiện tướng mới ăn lương chính thức được. Thường là có lương kiện tướng khác lương người thường. Anh đang ở khách sạn thi đấu luôn. Trần Hữu Bình là kiện tướng từ lâu rồi ạ. Đẳng cấp quốc tế đại sư thì em phải được huy chương cá nhân. Huy chương cá nhân của giải vô địch châu Á, vô địch thế giới thì mới được đẳng cấp quốc tế đại sư. Và năm 98 đúng không? Thắng ông Chí.
Em nhớ rồi, em biết hết mà. Vâng, có thêm tiền đẳng cấp. Trung tiêu tướng rồi, Lâm Chu ạ, đội quản linh tướng hết rồi. Đội Quảng Ninh tướng hết rồi, đa phần là tướng hết rồi. Chưa nhịp sống như là cuộc sống ạ. Anh Bình của bạn là kiện được quốc gia thôi, chưa phải quốc tế đại sư. Bây giờ ví dụ như này này, đây, nếu như nhá, đây đi, lằng nhằng phết anh em ạ, lằng nhằng phết. Gulu vẫn chưa có phương án. À thì mọi người đều phong là một năm một lần mà, Cường Nguyên. Một năm một lần mà. Năm nay anh Điệp không được ký hợp đồng với Bình Phước cho nên là không thi đấu. Ulu được cái tên là có điểm rồi đấy Tuấn Trần. Trong cái tên là có điểm rồi đây. Anh Điệp chưa BBC ạ? Tôi không quan tâm đến việc đấy lắm đâu Cường Nguyễn ạ. Chả quan trọng. Đấy là bạn góp ý với cả lãnh đội, với cả liên đoàn cử tướng Việt Nam. Thì tôi không quan tâm đến cái việc với tôi là nhỏ. Nếu không nhỏ thì không phải là cái việc mình quan tâm.
Có giải nữ mà Nguyễn Tự Do. Anh Điệp anh nhắc không khí nữa vì nhiều lý do. Trong đó có một khả năng là do là chuyên môn anh ấy không đáp ứng được. Bạn Lữ Đàn Đỏ. Giải nữ đang đánh mà Tự Do. Vâng, xin chào Nguyễn Văn Đức vẫn độc hành. Chưa thấy động thái đến từ phía bệnh cửa. Làm đi nước cam đi. Mắt người lúc nay bạn Hùng bạn quay đấy, nhưng mà các bạn ấy căng thẳng quá, bạn ấy không cho quay, không Tự Do. Đúng rồi, Trần Hoàng Việt Anh, bình luận của bạn rất chuẩn xác. Cắt giảm nhân sự. Anh em like lên 800 like đấy anh em. Chưa thấy Kulu đi cờ. Ôi dồi, nó dài của công ty, tôi nói thật với các bạn. Tổng cục thì họ chỉ bơm tiền để cho tổ chức thôi. Chứ còn tài trợ là liên đoàn phải đứng ra xin về, không phải việc của Tổng cục. Bạn mệt mỏi câu chuyện về tiền lắm rồi, suốt hôm nọ hôm nay, từ hôm đăng điều lệ đến giờ. Tôi biết là anh em xót ruột, nhưng mà tôi nói thật với anh em là không làm nào được cả. Vì là muốn đi xin tiền nó phải danh chính ngôn thuận. Ví dụ như tôi xin cho giải Thăng Long Kỳ Đạn, thầy ạ, thì em tổ chức giải em xin được ngay. Nhưng đây là giải của liên đoàn, mình không thể đứng ra làm việc đấy được.
không xin được, cũng đủ khả năng. Vâng, xin chào anh Bảy Sài Gòn. Chúng ta ngồi với huấn luyện viên Hoàng Đình Hồng, thứ nhất là xin chúc mừng thầy thành tích vô địch của Vũ Quốc Đạt. Một thì em thấy là huy chương vàng cao độ thành phố là xứng đáng. Hai là bạn đạt cực kỳ xứng đáng, bởi vì mấy năm vừa rồi chuyên môn rất cao, nhưng mà có lúc may mắn là do bị Covid là nhiều vấn đề. Vâng, thầy nghe điện đi. Cũng ra chưa? Sáng mai hả? Rồi sáng mai ra ra sớm nha, ra đến 257 Lê Hồng Phong, khách sạn Kiều Anh, hay Đại Liệt Sĩ, rồi ra đây rồi liên hệ thầy Lê Hồng cho. Nha. Rồi đúng rồi, 257 Lê Hồng Phong nha. Rồi rồi. À thôi đi thì đâu. Anh em nói chào thầy ở đây kìa. Thầy chào anh em. Xin chào anh em. Dạo này thì thật sự là tôi vẫn theo dõi như anh em, các anh em trẻ bây giờ làm quá tốt. Trung này, rồi Hùng này, đám Chánh Tâm. Tốt thì đã tôi về hưu là xứng đáng. Nhưng mà vẫn đồng hành với các anh em nha. Tôi nói với anh em là thầy ông là một trong bình luận viên hay nhất Việt Nam. Và khi mà các em nhớ cái năm 2013 ngồi cạnh thầy mà bình luận là trọng cực kỳ tích, thì em học được thầy rất nhiều điều. Và cái điều mà em thích nhất đó là cái trí nhớ của thầy về các cái giai thoại, các cái câu chuyện đi thi đấu, những cái nhân vật nổi tiếng đặc biệt là của Trung Quốc. Đấy, học đều rất là nhiều đấy các bạn ạ. Cái câu phản nhập trung pháo là tôi copy của thầy Hồng đấy. Trước tôi không biết câu này đâu. Chẳng như bây giờ thời gian sau này thì tôi cũng theo dõi anh em bình luận đó, thì tôi thấy rất là chất lượng. Và đặc biệt đó là khi mà diễn đạt rất là đúng đó. Như là những cái lần bình luận của Đặng Thanh, Phạm Thanh Trung, của Đặng Vũ Trang, của Trình Chánh Tâm, ngay cả các bạn như là Hùng ở cái trang mà người yêu cờ đó. Cái này nói tôi đánh giá rất cao, vì cái đó cũng là cái điều hay đó. Chúc mừng các bạn. Vâng, cảm ơn thầy, mong thầy tạo điều kiện để cho không những Cao Kỳ Đạo mà các kênh sóng khác đến với cờ nhiều hơn. Không, ngay cả mà Mr. Nguyễn Hữu Luận mà chủ tịch Phương Trang ấy, thì chính ông Luận cũng vẫn đánh giá rất cao đến Phương Trang Thanh Long Kỳ Đạo. Đó là lý do là anh nghĩ là ủng hộ để mà Thăng Long Kỳ Đạo tạo điều kiện Thăng Long Kỳ Đạo mà phát triển cái kênh quay ấy. Vâng. Tôi cho rằng đây là điều rất là chính đáng. Cũng nhờ thầy ông giới thiệu cho anh em ạ. Nhờ đó, thầy bảo kê cho đấy. Nhưng mà thực sự là cậu phải có thực lực. Dạ. Cậu được đó là tôi đánh giá là chính đáng là ở chỗ đó. Vâng. Nếu mà chỉ nhờ vào giới thiệu này nọ thì thực sự là cũng chưa hoàn toàn thỏa mãn đâu. Vâng, cảm ơn thầy. Thầy Hồng cho anh Trần Anh Dũng số điện thoại được không? Được đấy, thì tôi đọc luôn được không ạ? Đấy, thầy đọc luôn đi ạ. 0983 983 252 252 767 767. Vâng, thế là cũng là rất vui khi được biết thêm nhiều bạn mới. Có chữ không nhá, không đánh số lên thì nó chặn. Đầy đủ số là nó chặn. Tôi là thích ngồi bình luận với thầy Hồng này, với anh Doãn Hữu Bình này. Anh Bình thì lại là kiểu nhà báo thể thao các bạn, còn chuyên sâu về cờ lại phải thầy Hồng. Anh Bình thì kiến thức anh ấy nói rất là hay. Thầy Hồng thì đi sâu vào chuyên môn, đặc biệt là những câu chuyện em mê, những câu chuyện thầy kể. Cái này 20 năm thầy đi đâu để gặp ông nào, gặp ông Liễu Đại Hoa này, ông đưa đi ăn đánh nước cờ này, mà thầy nhớ hết được, kinh khủng. Đại khái là bây giờ cái quy luật mà làn sóng sau đùa làn sóng trước. Bây giờ anh em làm được là tôi bừng cho anh em nữa. Vâng, cảm ơn thầy.
mình là cứ luôn luôn có cái lứa kế thừa là tốt quá rồi. Anh Trung hỏi thầy về chức vô địch của học trò Vũ Quốc Đạt à? Thầy thì thầy rất khiêm tốn với học trò, thầy bảo may mắn thôi. Không, thực sự là tôi cũng nói thật lòng, có bạn cũng hỏi tôi thì nói trắng ra đó thì đạt giải này cũng có được hỗ trợ của đồng đội, thế nhưng mà anh phải có lực, anh mới cũng như may mắn đó, anh phải có lực anh mới chờ may mắn đến, và anh cũng phải có lực đồng đội mới có cơ hội để hỗ trợ anh được, chứ nếu anh không có lực thì thôi cũng chịu. Xin hỏi tại sao thầy có tên là Hoàng Nguyên Ngữ? Không, cái này là tại tôi lấy cái nick đó là bởi vì là biệt danh, không, không biết là một cái tên không, khác. Không, tôi hơi cười nhiều không, nhưng mà tôi chuộng á, tức là những lời nói thật, Nguyên Ngữ đó là những lời nói thật đấy. À rồi, ok rồi. Xin hỏi thầy Hồng có biết về danh thủ Trần Quế lúc còn sống không? Biết chứ, tôi biết rất nhiều mà, rất thân luôn. Chơi thân danh thủ Trần Quế anh em ạ. Và như cả giai thoại ngày xưa đấy, thì thực lòng mà nói là Trần Quế là lúc mà tôi đương thời ấy, anh là người duy nhất chấp hai tên tôi không dám đánh, mới bị thua chắc. Tức là cao thật sự ấy. Em nhớ là hình như là chấp danh thủ Mai Thanh Minh hay Trần Hà Sáng nào nhỉ? Không, một tên. Một tên à? Mai Thanh Minh thì chấp một tên và lại phóng ăn bảy nữa cơ. Tiên 10 ăn 7. Thì lúc đó là thực sự là Trần Quế là thực sự là anh vượt trội. Vượt trội. Bởi vì lúc đó, bây giờ bạn thấy cái người mà xếp hạng thứ 20, thậm chí 20 vẫn có thể đánh bại nhà vô địch. Thế nhưng mà lúc trước là người hạng gì đấy, là Mai Thanh Minh và nhất Trần Quế, nó có và cái quyết định khó lắm. Tức là danh thủ Mai Thanh Minh thì độc cô cử kiếm vô địch Việt Nam rất nhiều lần mà vẫn bị kém một tiền. Cái giai thoại cũng đáng ghi nhớ là lúc mà danh thủ Phạm Tắc Hoa đó, là anh nổi tiếng là Phó Vương, thì nhờ cái tài liệu của ông Vương Gia Lương mang qua tạo cái chuyển ở Kỳ Trung Phong về Thuận Pháo, thì thầy Hoa là tập luyện rất là nhiều những thế trận này và đến đánh thủ được xưng là Thuận Pháo Vương mà. Thế nhưng mà có lần gặp Trần Quế đánh cái giải vô địch phố thì Trần Quế đánh Thuận Pháo thì bị Phạm Tắc Hoa đè một luôn. Thế nhưng mà sau cùng vẫn hòa thua. Thế là ông đang định viết cuốn sách về Thuận Pháo chứ. Thua trận đó là bỏ luôn đi. Bỏ luôn rồi mà. Ok thầy, thông tin rất hay. Cảm ơn thầy đã chia sẻ và cảm ơn anh em đã lắng nghe. Mọi xin cảm ơn em. Vâng, cảm ơn thầy. Thực sự là thấy anh em bây giờ bình luận là tôi thấy tôi bị hư rồi. Lý rồi. Lúc nào thầy rảnh thì ngồi cùng em. Rồi, cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Dạ. Mở rộng được hai cái đề nghị là làm cái phương trang đồng đội luôn. Anh em tôi đang làm ở trong cái sảnh khách sạn cho nên nhiều người đi lại. Anh em ạ. Nhiều người đi lại. Hơi bị tạp âm. Vô địch kiểu được đi thi đấu thế giới châu Á, cô đi Sun ạ. Nào, đang trên sóng đấy, không bị chửi bệnh. Chết giờ. Hỏng hết rồi tuyển Nguyên ạ, Phương Nguyên ạ, hỏng hết rồi, hỏng hết bánh kẹo.
Mai cố gắng nhanh chớp thôi. Rồi chứ toàn phát. Chưa thấy cu lù thật rồi. Giải này các bạn lên diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo hoặc là fanpage của Thăng Long Kỳ Đạo là có. Cho lên nhìn like anh em ơi. Nhanh chớp tranh huy chương. Thị nước này tương đối lâu. Đây là một ván đấu rất quan trọng với một đối thủ có thể nói là kỵ dơ. Cho nên Phí Mạnh Cường đang rất cố gắng. Đạt vô địch rồi còn nhận định gì nữa mới tự do. Mấy hôm nay mất mạng à? Đạt vô địch sớm rồi. Ai ký? Ánh Sáng thua Phan Công Minh rồi các bạn ạ. Vâng, cái dây đấy là chuẩn đấy. Cái lứa sau cái lứa kế tiếp nữa là cái đám này con huy hoàng. Vâng, em biết đấy. Đó là vô địch trẻ hết rồi, em nó cũng là phát con huy hoàng. Bây giờ là có thằng Nguyễn Triều Phúc này, trẻ này ra nó đánh đánh người đi trước. Cái đám 17, 18, 19, 20 trở lại nó tốt. Lứa đấy mạnh. Hà Nội thầy biết làm sao không làm đâu, không có lương, không làm được. Thứ nhất, cái điều kiện để tổ chức giải là nhất quá. Trong năm giải nó liên tục mà. Em tổ chức giải được, nhưng vấn đề là chúng nó học xong để làm gì thì không giải quyết được. Thầy hiểu ý không? Vâng. Không đang nói trẻ cơ. Khó làm lắm. Còn chút nữa mày đừng có gắng thương. Trẻ bây giờ cô tử, cô em đánh cái gì. Ủa đây. Cô tử với chương. Đồng chút. Chứ là may mắn thì lại chơi may mắn. Mà nó xấu cao rồi. Thì bây giờ cứ cố gắng đi. Cô đánh. Cô đánh trận trận bộ. Chứ là ngay cao cô với chương cô phải đánh. Đó, thằng này là tôi kiểu bộ. Mai tìm béo đánh ạ. Ờ, mai tìm béo rồi. Không, tìm béo bỏ luôn. Sao bảo đánh nhanh chân? Thi đúng vào cái ngày... Thế à? Ngày 21 nó mới kết thúc. Nó thi văn hóa mà thì mới chịu luôn. Để tập trung cho đánh được rồi. Vừa về là thành phố là làm cái giải năng chiếu này ngố. Mình bị lông đủ chơi xuống. Không uổng chứ, được chơi chỗ nào cũng có nhân tài hết đâu, đối thật luôn.
cái thì không phát huy được. Thấy như vậy là trước Trang rồi nó không đánh được tiêu tiếng lắm. Ai biểu lý vợ sớm? Vợ nó đẻ thì bảo làm nào được. Một lần sau rồi cho đánh vậy. Không phải cho. Thế là nó xứng đáng nó mới được mời chứ không phải là cho. À, phải lưu ý tí. Tôi không có quyền cho. Tôi đưa bậy vô là chửi như sao đó như người trừ khỏi Thạch Trang. Tôi hỏi Bình Phước là tôi uy tín nhất. Ba vị trí. Bây giờ nó xếp sau ba thằng kia, tôi loại ba thằng kia lấy đó xong. Vâng. Nó không được là vì thế chứ không phải là tôi cá nhân đâu. Anh thấy không, đơn vị chủ nhà thằng Đà Nẵng còn có hai Bình Phước ba. Mặc dù tôi không thích Bình Phước. Nếu cái chuyện bận luôn biết là bận luôn biết. Đứa nào xứng đáng thì nó ok thôi. Tôi không được quyền nó xin lỗi người dùng cái lời từ thiện, tôi không được quyền ban bố gì cả. Vâng. Cái nước phi tượng này tiềm ẩn đấy anh em ạ, tiềm ẩn. Tiềm ẩn. Ông không ok thì người cái mặt tôi không làm được. Nhưng giờ không có cơ sở cho tôi dám này. Thành phố vừa người. Đỏ vẫn yêu anh em, đỏ vẫn yêu. Đỏ vẫn yêu. Chính nước ném tượng nó không giống máy nhưng mà cũng hợp lý bạn, hợp lý. Ừ, nó khó xử lý. Mấy người lại mà xử lý không ổn mà rớt liền. Sáng hết có tiếng, không cờ ưu thế, không còn đâm nỉ. Nước sót luôn. Tiếng trong cục phải lắm. Vật sang xong nó chặt xuống, nó chặt được cái tượng ngũ. Ăn xe vật sang xịn lên, chặt xuống, nó chặt cái tượng ngũ. Hơn một ngựa nhưng mà bên này còn ngựa lọng. Còn có sĩ nguy hiểm. Hơn một ngựa nhưng nguy hiểm. Gãy sĩ, gãy cả tượng ngũ. Bạn hiểu không? Bữa hôm kia là chạy về Sài Gòn thi, trong đêm chạy ra đi lại. Thế là thôi luôn, tới bây giờ luôn. Đấy là cái đám này lại là đám chết luôn. Trận này trận căng anh em ạ. Căng căng. Nước lên tượng là tiềm ẩn đấy anh em nhá. Ừ. Này đang dọa bắt xe đấy. Pháo 7 bình 6. Chết xe đấy. Xe buộc phải chuyển sang 2 ném 38 bình 6. Là đi một con xe đấy. Nước cờ ở nhà hiểm đấy anh em ạ. À, không đùa đâu. Không ăn làm sao được, pháo vật sang buộc phải ăn. Buộc phải ăn. Ăn sĩ lên người ta mà chặt xuống phải vào mà nó chặt tượng. Lằng nhằng lắm.
thật sự. Kỳ nhỉ. Đây là tôi ví dụ các bạn nhé, nếu ví dụ nhé. Úi dồi. À, nó có món này. Đấy, 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 nó có món này. Đánh tôi cộng 9 vòng em ạ. Chỗ này là đôi công quyết liệt. Đúng rồi, đây là danh thủ Nguyễn Anh Mẫn đến từ Đà Nẵng, đại lực thần ma. Kết ma. Bây giờ chuyển sang đại lực thần men anh em ạ. Bỏ được thuốc chưa? Chị họ được. Ông bà ông Tân nhỉ? Ông Tân mới là khiếp. Ông Tân với ông Cường bỏ được. Đâu, bỏ được năm rồi các bạn. Xong nó buồn à? Nhiều thứ để mình hút lại. Nhiều thứ. Mình mang nhiều tâm sự. Ok, bé thích đọc sách. Mình ngồi cà phê nhiều quá. Cà phê rồi nhậu, cái gì nó cần thuốc lá cả. Cố gắng thôi, cố gắng. Anh Nghĩa bao nhiêu điểm à? Có 60 ông mà câu hỏi thế này thì chết tôi, đăng hết lên rồi. Cha chịu xem thì cả không trả lời thì dỗi cho mà xem. Bán này hòa rồi. Mấy bàn này. Có mấy bàn đánh nhau. Tuấn Nghĩa 2 điểm. Lại đâm chiều. 2 điểm Tùng Đinh ạ. Không nhìn ra. Chạy đây, chạy đây. Anh Lô ơi, chạy. Chạy xuống tướng này, cô Lô ơi. Cái dáng này là dáng xuống tướng thôi. Bây giờ ví dụ đây nhá. Đây nhá. Đây người ta như này sao? Lên chiếu lên xích đây. À. À, có nước này. Nếu mà đi nước này thì đi từ nãy rồi, không phải lên bồ rồi. Nhưng mà đây là trời có nước mắt cái xe này. Ừ. Mắt cái xe được. Đi vệ sinh ấy. Càng quay. Càng thân kia đã. Bây giờ nó vừa mình bóng rưỡi rồi.
1:30. Không được một cờ này cũng không biết được. Thời gian nó đang trôi và ưu thế vẫn thuộc về phía Mạnh Cường. Anh Bảo còn tranh chấp huy chương, mai khả năng gặp Đạt. Xin chào Bình Ngợi kia. À, xin chào anh Nghĩa, anh em cứ vừa hỏi. Tùng Đinh vừa hỏi. Đây anh Nghĩa của bạn đây. Tùng nào? Ai biết, nick kiểu gì? Có miệng không? Thôi, nhà đi nhìn, không có bài. Bây giờ? 5:30. Vũ có đạt vô địch rồi bạn ơi, 7:30 vô địch rồi. Thắng lâu rồi chứ. Gặp Tùng Lân hơn nửa điểm. Anh tôi chưa đi nhậu à? Đạt vô địch rồi. Thắng Võ Minh Nhất rồi. Thắng Ván Ba rồi. Mai gần như chắc chắn gặp Bảo rồi. Chưa, mai mới xong mới biết được chị Duy Đồng à. Hết ngày mai. Cường thắng gặp Cường thắng. Có khả năng. Còn là Cường nữa. Cường thắng gặp Cường. Cường thắng kia Đạt gặp Cường. Vui một quân với nhau cả mà. Cường còn anh nhất sẽ gặp Nguyễn Nhật Quan. Nhất Nhật Quan chưa gặp nhau. Bình Tùng. Ở đây thì mình ở cái sảnh khách sạn cho nên là cũng nhiều người nói chuyện mà phan phan. Vâng, như vậy là tiền đã nhảy mã 7/6 rồi. Thank you.
nhưng bất cứ một vật phóng ra biên khả năng lên đen sẽ được vật quả ví dụ anh em nhé, đây đi, bạn đi đây đi. Nếu dùng sầu lắm, điểm nó chỉ ấy thôi, nên mình cũng khó xử lý, đúng không? Ví dụ vậy. Đấy là xe cô lưu đi đâu? Phúc lợi người Huế đấy Lê Hoàng ạ. Như vậy là Cường lại về voi à? Chết con rồi bố ơi. Ta bảo là có câu là những việc cần làm ngay rồi. Những việc cần làm ngay.
chiếu đến thì vào bên nhà ưu thế lại đến với Kulu, nhưng mà phải xử lý chính xác đã. Chưa xử lý chính xác là chưa ăn thua. Máy tôi làm sao mà lỗi được bạn Thanh Trần, không lỗi được. Ok Nguyễn Bá Hưng. Cái điểm yếu của Lukaku là hay bị gặp đối thủ kỵ dơ này, anh Tiến này, anh Minh Ngưng này, là rất hay nổ. Ok Linh Nguyên. Lại xuống rồi. Bây giờ nó báo cân này, nó phụ vào độ sâu Lê Thành này. Phụ thuộc vào độ sâu. Độ sâu. Cái gì? Khó đi. Mình vừa chia sẻ rồi, nó phụ thuộc vào độ sâu. Nó tính một lúc lại ra, nó ra điểm khác. Điểm nó nhảy theo độ sâu máy tính.
phức tạp hết đấy, và thời gian thì đang trôi, thời gian Quý Mạnh Cường ưu thế rất là nhiều. Anh thì anh không thích chia sẻ về thu nhập của anh, nhưng mà thôi sáng em hỏi rồi, bây giờ anh không trả lời nó hơi kỳ. Thu nhập từ YouTube của Thao Long Kỳ Hạ một tháng độ khoảng 10 triệu em ạ. Tiền YouTube là giả đại ngáo ạ. Chắc là em còn trẻ. Lưu ý là không nên hỏi về thu nhập người khác em nhé. Không nên, không nên. Một phút 19 giây dành cho Hà Văn Tiến. Chúng lên vàng rồi. Chưa, còn lâu vàng là sao được. Vàng 1 triệu sắp rồi. Bốn cát cũng được, con cờ không được đâu. Bạc rồi. Bạc thôi. Bắt nước lựa. Bắt nước lựa đi. Bắt luôn mà. Bây giờ nó mệt kiểm nó chỉ móng có một. Xem Kulu đi đâu? Chưa đi. Ăn má à? Như vậy là click ăn rồi. Chào cửa từ Nam Mê nhé, chào anh em. Hơn cây các bạn ạ, hơn cây nhưng mà khó nói lắm. Khó nói lắm. Chắc là voi ơi rồi. Chào anh Quân Trần ạ.
Như vậy là Tiến không ăn tượng mà giật xe về bắt ngựa. Lại ưu thế dành cho Kulu. Này cái chiếu để giật về được không? Chuẩn bị vác xe ăn tốt 1. Biến đấy cũng hay con Trần ạ, biến đấy hay. Biến đấy tương đối hay. Đúng rồi, điểm yếu nhất của Việt Nam là cờ tàn mà em. Đang nói Tiến hết giờ cơ, Sơn Nguyễn ạ. Bây giờ ví dụ mình đi nước cờ này được không? Được cái chữ anh em. Ví dụ mình đi như thế cũng được. Mình chưa có lịch về, hết giải về bạn ạ. Hết giải về. Ném chiếu rồi. Ném chiếu rồi thưa các bạn. Đây là phạm luật trường chóc anh em nhé. Anh bảo chiều nay thắng Trần Trọng Phú ạ. Giải còn nhanh chớp quá. Nhanh chớp.
Giải này mai là xong rồi lên tận Pháp. Tính như đơn giá quy định bây giờ, trung bình bây giờ nó bán ra. Đấy, một PIP đã ra đô đấy. Giờ này là tiền mới đổ nước các bạn ạ. Năm nay không có giải thưởng đâu em ơi. Một pha về voi gà và tiền. Có nhanh chớp, mai đánh chớp, chiều mai đánh chớp. Ngày kia đánh nhanh rồi xong. Thôi anh khuyên em đừng đi làm YouTube. YouTube cờ thì đừng có làm đại ngáo ạ. Vì là để em làm YouTube mà em được bằng Anh là rất là khó, thực sự là khó. Và bằng Anh thì vẫn chưa đâu vào đâu cả. Cho nên anh khuyên em đừng làm YouTube cờ. Anh nói thật lòng. Thật lòng là như vậy. Như vậy là Kulu lên Sibo tân 5. Đừng có mà quan điểm thấy người ta ăn khoai bắp mai đi nào, không làm đâu. Anh làm từ năm 2016. Còn Phan ạ. 2015 thì đúng hơn. 9 năm rồi. Diễn đàn này làm lâu rồi, mười mấy năm. Đấy là anh được bao nhiêu anh em hỗ trợ cưng chiều, tài trợ, hỗ trợ các kiểu. Còn chưa đâu vào đâu. Không những là cả về tài chính, tiền bạc, còn cả tình cảm. Chưa đâu vào đâu. Ông bạn này hỏi thật đấy Quân Trần ạ. Bạn hỏi thật đấy. Như vậy là quyết định ăn rồi. Đạt vô địch rồi Nguyễn Văn Hiếu nhá, vô địch rồi ạ. Nhanh nhỉ? Nhanh. Ăn đâu? Đã ăn rồi đấy. Ủa
trong quá trình làm có bao giờ nản muốn bỏ ngang? Mệt mỏi thì có, nản thì anh không bao giờ nản. Tạt tạt ạ. Anh đã thích cái gì thì anh giành bằng được. Không bao giờ nản. Mệt thì rất nhiều lúc mệt. Nản thì không. Trong các công việc làm việc thì anh khuyên là mở quán cà phê thì được, mở quán cà phê cờ thì đừng. Võ Xuân Nghĩa nhá. Vì nó mệt thì không hiệu quả. Anh em đánh cờ mê mẩn mức độ là không gọi nước. Một là nghèo, hai là mê mẩn. Trong quán cũng làm đông, chả bán được bao nhiêu. Anh em mình tôm đánh chán lắm, mình không quan tâm, Phạm Kiên ạ. Sau những trận thất bại ngày hôm qua thì hôm nay không quan tâm. Ok, cảm ơn đêm 87. Vô địch giải này không có tiền bạn ạ. Như vậy là Kulu đã cô gái vót trông rồi. Ngựa phi như điên cuồng. Lúc nào chẳng có mic em. Lúc nào chẳng có mic. Có bao giờ không mic đâu. À nói về tiền thì nói về tiền thì tùy nhu cầu. Cương thì tỷ ạ. Đâu anh không muốn bàn sâu nữa. Anh không muốn bàn sâu nữa. Như vậy là đã là về sĩ rồi. Các bạn quên là mình phải chi phí tiền điện nước của văn phòng. Tiền thuê văn phòng thì mình được tài trợ. Mình phải chi phí tiền điện đắp văn phòng. Internet. Tiền hỗ trợ anh em. Tiền bảo trì máy móc, nâng cấp máy móc.
10 triệu một tháng làm gì đâu, Cường. Tỉnh lẻ thì lại quay cờ để cả ai xem ở phụ chắc. Phải ở tỉnh chẵn mới có nhiều danh thủ. Đúng không? Tỉnh lẻ quay cờ ai xem? Ok, cảm ơn Cường Tiền Tỷ nhá. Riêng tiền đầu tư máy móc trang thiết bị và văn phòng của bọn anh bắt đầu vào là cả tiền thuê nhà 6 tháng nhá, tiền máy móc sửa sang các thứ nhá, nó rơi khoảng vào gần 400 triệu, không đùa đâu. Cảm ơn Cường Tiền Tỷ ạ. Như vậy là binh 5 tấn 1 để che cái đường phát triển của ngựa. Vâng, với hai con ngựa này thì tạm thời có xe của Tiến chưa chạy ở đâu nhá, chưa đi đâu được cả. Ok Hoàng Hạ. Máy tính là livestream rất là mạnh này, các cái cam phải xịn này, các cái đường dây nối phải ok này, phải sắm bàn sắm ghế này, nhiều thứ lắm, sơn lại phòng, setup lại thành một studio, rồi đầu tư ánh sáng, nhiều thứ. Là Liễu Hinh thua Võ Minh Nhất, Đăng Nguyễn ạ. Thua. Con người cũng quan trọng. Phụ chát ạ, con người quan trọng. Một mình không làm nổi. Vì là có lúc mình bận, mình ốm. Ok Lê Thuận Phan nhé. Chúng ta xem Phí Mạnh Cường xử lý thế nào trong nước cờ này.
mình đi giải này được anh David Lê này và bạn Dũng ông em mình tài trợ. Anh David Lê cho 10 triệu, bạn Dũng cho 10 triệu là 20 triệu. Đặt vé đi về cho mình với Hoàng và Ý ạ là khoảng 14 triệu. Thuê nhà 7 triệu là 21. Chưa tính tiền ăn, tiền cà phê, lâu lâu cũng phải ăn cái mực. Đấy. Thì anh em donate thì lấy tiền ăn. Nói chung là về đến nhà là không hòa được, chưa hòa được. Vé thì là 14 triệu đấy, nhưng mà đi lại taxi đắc xiếc cũng mất tiền. Làm sao dư được, hai anh em mà dư làm sao được. Ông Toàn Phát thuê nhà 3 thằng ở 7 triệu. Mười mấy triệu tiền vé. Vé biết không, 3 thằng nhân đôi làm sao mà trả mười mấy triệu. Bay quay tàu ấy nhá. Anh Bảo Thắng chứ ạ. Bay quay tàu ở đây có nghĩa là Vietjet đấy. Sớm cũng gần 2 triệu một vé. Muộn thì đắt hơn. Một lượt. Quảng Ninh có tài trợ đi lại cho Nhật ý ạ. Ít. Nhưng mà Nhật chưa có tài trợ thì tôi cứ mua vé cho nó. Còn hôm nào ông lấy được tiền vé đâu mua sữa cho con. Rút tin hiểu không? Ở chung Nhật đi với mình thì thường được mình tài trợ vé. Anh em văn phòng đi mà sếp phải chi chứ lệ. Sếp phải đâu hết thì còn gì là sếp. Đúng không? Các cụ có câu rồi, muốn thành công này làm sếp thì phải thoáng này, quân lính thì phải nhanh này, quân sư phải trung thành này, ăn chia phải sòng phẳng. Làm sếp phải thoáng, quân lính phải nhanh, quân sư trung thành, ăn chia sòng phẳng. Mẹ cái bọn trung bọn quân sư mà nó không trung thành thì chết anh em ạ. Nhật ý ạ, có đánh giải này đang thua tát tò le rồi. Một pha mời đổi xe đến từ Quý Mạnh Cường. Anh có mang ý ạ là anh mong muốn nó tốt lên thôi chứ còn. Chứ còn anh ghét bỏ thì
Xin chào 921, 922, BAT. Chào bạn. Như vậy là binh 5 tấn 1. Chào tất cả anh em. Thì đấy, với những yếu tố như thế thì anh em thấy 20 triệu làm gì đâu. Không làm gì cả. Đỡ được rất nhiều. Nhưng mà không mang tiền được về nhà đâu. Đấy, còn Nguyễn Văn Hiếu biết kìa, Vietjet chặng Hà Nội Hồ Chí Minh toàn hơn 3 triệu một lượt. Như vậy là lao ngựa tới, đấu cây, ăn chị lên. Đấy, cho nên là mình chia sẻ một số thông tin để anh em biết thêm thôi, gọi là thông tin bên lề thôi. Chiến thắng à? Còn mình vẫn làm mà, bao năm nay mình vẫn làm mà. Đàn này là Kulu dễ gấp rồi. Không, giải này các kỳ thủ không đánh độ. Mệt quá. Không đánh được. Như vậy là binh 5 tấn 1. Ăn về rồi. Vâng, cờ này thì gần như là chắc chắn là Kulu đã làm được một điều mà rất nhiều năm nay anh ta chưa làm được. Đó là chiến thắng Hà Văn Tiến. Giải này là một giải mà Kulu chơi rất hay.
với cái việc nếu mà thắng tiền ván này ngày mai Kulu sẽ gặp Đạt. Các bạn ấy Kulu có con tượng ba cực kỳ khó chịu. Nó làm hẹp môn vị con mã 8, con mã bên đen. Kulu dễ gặp Đạt, dễ gặp. Tí chờ bốc thăm. Tí chờ bốc thăm. Vâng, một pha về sĩ. Tí chờ bốc cam Hùng ạ, chờ bốc cam. Vâng, chỗ này thì tay đẹp lắm anh em ạ. Tay vô cùng đẹp. Chào anh Hoàng Hào, chào tất cả anh em. Và Tiến đã buông cờ rồi. Chúc mừng Quý Mạnh Cường đã giành chiến thắng một ván đấu cực kỳ quan trọng. Và anh ta đang đứng trước khả năng có thể giành huy chương quốc gia. Nội dung cờ tiêu chuẩn. Vâng, quá hay dành cho Quý Mạnh Cường. Anh đã vượt qua một cái dớp cực kỳ quan trọng. Cảm ơn Trung Trí theo dõi của các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh Bình được có 3 điểm thôi. Anh Bình à? Anh Bình. Anh Bình được 3 điểm thôi. Thì rất quan trọng lắm đấy. Rất quan trọng. Cháu đánh thế là đúng lực của cháu rồi. Kulu vẫn thứ tư đây. Bye bye anh em. Xin chào và hẹn gặp lại nhá. Kulu đang rất vui.